Và các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã trở lại để ủng hộ cái buổi live trưa của em hôm nay. Đầu tóc bù xù quá. Và kính chúc cho tất cả quý vị có một buổi trưa giao lưu vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, gần một giờ rồi quý vị ạ. Hôm nay cũng là thứ sáu máu về tim rồi, cũng cuối tuần rồi ha. Kính chúc cho tất cả mọi người có một cái những ngày cuối tuần thật là tuyệt vời nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Âm thanh của em lúc này là em đã chơi tay bo luôn rồi quý vị ơi, không có sao cạc sao kiếp gì đó, em nó rối mấy cái này cũng muốn kết nối để mà nói cho nó lớn lớn lên một tí đó, cho những cái người lớn tuổi đó, cho nó dễ nghe đó, nhưng mà kết nối nó cứ chập chà chập chờn, năm nay là em bỏ luôn rồi, em chơi trực tiếp luôn. Cũng mong quý vị ủng hộ em nha, khi nào mà nó có cái tín hiệu gì mà nó bất thường đó, nó không có được tốt đâu, mong quý vị nhiều khi quý vị comment mà em không nhìn thấy rồi nói có một mình thôi. Và hôm nay thì không biết được là ổn không ha, nếu có cái tín hiệu gì mà nó không tốt là mong quý vị hãy nhắc nhở em ấy nhé. Đấy thì hôm nay em chia sẻ với quý vị cũng khá nhiều cái vấn đề, cũng có một số người nhắn bảo là tại sao mà chị Hằng chỉ làm được nhiều việc tốt, cống hiến cho đất nước, cho xã hội, cho dân tộc mình lớn lao như vậy mà tại sao lại các quan chức lãnh đạo cấp cao lại không có được cái sự quan tâm ưu ái đặc biệt, mà lại liệt chỉ vào cái thành phần, cái đối tượng gọi là cái gì đấy, thách thức pháp luật thách thức pháp luật, rồi có người thì gọi là chống đối chính quyền, rồi nhiều thứ lắm đấy. Nhưng mà chúng ta thấy được cáo trạng thì chỉ là gọi là đưa tin sai sự thật thôi, đúng không? Coi như là vi phạm về không gian mạng, đưa tin sai sự thật và gây gọi là ảnh hưởng đến một số cá nhân thôi, chứ còn cũng không có gọi là xâm phạm vào lợi ích của nhà nước hay là xâm phạm vào lợi ích của tổ chức ha. Đây là chỉ có một số cá nhân thôi nhưng mà không có gây thiệt hại đấy. Nhưng mà án của chị Hằng thì cũng được nhiều người thì cũng rất là bức xúc với cái án, là coi như là chị Hằng thì có tới hàng ngàn cái việc làm tốt để mà gọi là nằm trong cái gọi là cái tình tiết giảm nhẹ, nhưng mà cũng không được quan tâm, cũng không được xem xét. Đấy thì cái mức án vẫn là 3 năm, tuy là cái đó là chỉ là phiên gọi là phiên sơ thẩm thôi, nhưng mà tất cả những cái gì mà pháp luật của chúng ta làm thì nó đều là phải 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 công bằng, công tâm công bằng ha. Và nếu mà chúng ta khoan hồng thì chúng ta cũng phải khoan hồng cho tất cả mọi người, bao dung hay là gọi là nhân văn nhân đạo đó, thì chúng ta cũng phải rất nhiều người, cũng phải cho từng mọi người, ai cũng phải đều được hưởng cái chính sách ấy, tại vì dân người dân của chúng ta là mọi người đều bình đẳng, đều có quyền lợi, quyền tự do, quyền tự do dân chủ, quyền công dân như nhau hết. Và đặc biệt là những người mà đóng góp nhiều, cống hiến nhiều thì lẽ ra là phải được ưu ái hơn, đúng không? Đấy, còn những cái người mà không làm được gì cho đời hoặc là không giúp ích được gì cho xã hội, cho đất nước, đấy thì những cái người đấy thì có thể là thiệt thòi hơn một tí. Nhưng mà chúng ta cứ làm công bằng hết đi, đúng không? Coi như là bây giờ thì đừng có gọi là cái người ghét đó thì là làm cho gọi là trù nhập cho nó đã, cho nó bỏ nhé. Còn cái người mà mình thích ấy, mình yêu thích ấy, gọi là idol của mình ấy, thì mình coi như là tìm cách để mà mình bao che, để mình tung hô, thì cái này là rõ ràng không có công bằng đấy. Nhưng mà đấy, chúng ta thì sẽ xem xét xem cái vấn đề hôm nay như thế nào. Đấy thì hôm nay em sẽ lại mở lại cho quý vị nghe một cái đoạn của coi như báo Sức Khỏe Và Đời Sống, cái bản tin đấy nói về coi như là chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Lúc đó thì ông đang còn là ở cái vai trò là phó bí thư thường trực ha. Và ông đã chỉ đạo, ông nói rằng là năm 2022 đấy thì nó có ba cái vụ án đặc biệt là quan trọng, ba cái vụ án gọi là nghiêm trọng đấy, thì trong đó có vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, rồi là vụ án của FLC, đúng không? Và một cái vụ án nữa thì em không nhớ, lát nữa cho quý vị nghe đấy. Tức là những cái vụ án này là thách thức pháp luật đây, thì mời để cho quý vị cùng nghe để chúng ta xem là ai là cái người thách thức pháp luật đấy. Và chúng ta thấy được, nếu mà nói về chị Hằng là cái người thách thức pháp luật đó, thì chúng ta gọi là những cái người đó, tôi không biết được là hiểu luật được bao nhiêu ha, rồi là gọi là cái trình độ hiểu biết được bao nhiêu, đúng không? Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái người đó tôi nghĩ rằng là không có xem toàn bộ cái toàn tập một cách coi như toàn diện về cái công chuyện của chị Hằng, về drama của chị Hằng đó, hay là về quan tâm về cái công ty của Đại Nam đấy, mà người này chỉ là nghe báo cáo, hoặc là người này chỉ là gọi là nhìn vấn đề một bằng nửa con mắt, hay là nhìn cái vấn đề này gọi là không toàn diện, mà tôi thấy là nó có một phần nào đó là chủ quan. Tôi cho dù là đó bất cứ một ông nào đấy, tại vì quý vị biết được bất cứ cái gì cũng vậy, nó cũng phải có lửa mới có khói,
và nó đều phải có nguyên nhân, có nguồn cơ, đúng không? Phải có lý do. Chứ không phải là một cái người mà bây giờ tự nhiên người ta chửi một người khác không có lý do, không có ai dám chửi cái hết đó, đúng không? Hay là cái vấn đề mà để mà người ta phản biện một người khác cũng không có lý do thì người ta sẽ không có phản biện được. Đó, bây giờ như một cái ông thầy tu đi, ông ngồi ông tu ở đấy, tôi biết tên ông đấy luôn, ông tu ở đấy. Nhưng bây giờ ông không có nói cái gì sai cả, ông không có đụng chạm gì đến tôi, thì mắc mớ gì tôi phải phản biện ông ấy, hay là tôi phải kêu tên ông ấy làm gì? Đấy, cho nên mà trong cái drama của chị Hằng là chúng ta biết được là hầu như đây là một câu chuyện mà nó trái ngang và nó ngược đời, ngược ngạo, và nó có cái sự mà trơ trẽn, trắng trợn, tráo trở ở trong này, mà không hiểu tại sao nhiều những cái người mà thuộc về cái gọi là những cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng, những người thực thi pháp luật lại không nhìn rõ được vấn đề, mà trong khi đó thì bên gọi là điều tra đã giám định, đúng không, 53 clip live stream của chị Hằng, 53 clip đấy thì nó tới hàng trăm tiếng đồng hồ live stream mà lại không phát hiện được những cái thành phần đánh phá vào doanh nghiệp của người ta, những cái thành phần gọi là điệu cá, những thành phần lưu manh, những cái thành phần mà gọi là bẩn bựa, bẩn thỉu, hèn hạ tiểu nhân ở trong cái xã hội này, coi như là không làm gì được cho đời nhưng mà chỉ biết đi đánh phá, đi vu khống, đi bêu rếu người ta, đi xuyên tạc sự thật để đánh phá vào công ty người ta, thì các anh lại không nhìn thấy được cái vấn đề này. Và các anh chỉ nhìn thấy được một người, coi như là một cái người, người ta đi chống lại những cái kẻ đấy, người ta vạch ra những cái vấn đề xấu ác như cha con trở lên Tùng Vân, như Võ Hoàng Yên, như Hoài Linh, hay là như rất nhiều cái vấn đề mà nghệ sĩ lợi dụng quảng cáo bán hàng gian, hàng giả, rồi quảng cáo, rồi là kêu gọi từ thiện trái phép. Đấy thì các ông làm lãnh đạo, các ông phải nghiên cứu luật, hiểu biết luật, đặt ra luật, đúng không? Và tất cả cái vấn đề ở đây là đều cùng hướng đến là đất nước, xã hội này nó được coi như là được an ninh, được có trật tự, có coi như là nó có phép tắc, đúng không? Rồi để đất nước nó được thanh bình, được hòa bình, người dân được sống coi như là trong cái sự mà yên bình, rồi là cùng phát triển, đúng không? Phát triển được đi lên đến tiến bộ dân chủ đấy, rồi đất nước giàu đẹp. Thế thì tất cả những cái vấn đề ở đây, cái mục tiêu của bà Hằng là làm tất cả những việc tốt đẹp nhất cho đất nước này, cho người dân, cho người nghèo, cho người bệnh. Đấy thì bao nhiêu cái quỹ của bà Hằng đấy mà không lẽ một ông chủ tịch nước hay là một ông bộ trưởng của Bộ Công an mà lại không nhìn thấy được những cái tốt đẹp đấy người ta làm cho đời, cho xã hội, cho đất nước này, cho dân tộc này. Đấy còn cái chuyện mà để mà đi cãi nhau trên mạng đó thì nó là các ông cứ cho đó là một cái mạng riêng đi, các ông bỏ riêng nó ra rồi các ông phân tích tình hình nó xem là đúng sai nó như thế nào, đúng không? Nguyên nhân nó, nguồn cơ nó từ đâu? Chứ bây giờ một cái người mà người ta làm coi như là cái việc tốt, nó coi như là nó ngút ngàn, nó cả như là núi như biển như vậy, còn các anh không biết có làm được cái việc gì tốt chưa, các anh cứu được ai, giúp được ai chưa, các anh thằng câu là nói là đây là chống phá nhà nước, là cái gì, thách thức pháp luật đấy. Thế thì bây giờ một cái thằng Võ Hoàng Yên đấy, đúng không, ông Thưởng biết đúng không, hay là tất cả mọi người đều biết thằng Võ Hoàng Yên, đúng không? Nó là một cái thằng đi chữa bệnh coi như là suốt 14 năm như vậy, không phép công tác gì cả. Đấy, cái thằng này ở dưới huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau, công an huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau đã bắt nó 3 lần xử phạt về cái tội coi như là chữa bệnh trái phép, không có giấy phép mà vẫn coi như là ngoan cố đi chữa bệnh, thì đây có phải là thách thức pháp luật hay không? Còn một cái người người ta sống thượng tôn pháp luật, người ta làm tất cả vì dân vì nước, người ta cống hiến như vậy đó, bao nhiêu quỹ mổ tim, rồi quỹ oxy, quỹ giờ vàng, quỹ hoàng lương, quỹ bảo trợ trẻ em nghèo như vậy đó. Thì các ông không thấy được, mà người ta bỏ tiền túi, người ta không kêu gọi có ai cả, thế thì các ông không thấy được cái việc làm tốt đấy. Các ông coi như là đi so bà Nguyễn Phương Hằng với lại Lê Tùng Vân, so sánh bà Nguyễn Phương Hằng với lại Trịnh Văn Quyết, với lại Tân Hoàng Minh, thế là sao các ông lại như vậy? Các ông ở cái trình độ cao như vậy, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư mà các ông lại không phân biệt được thằng nào là đúng, thằng nào là sai, không phân biệt được người đúng, người sai, người tốt, người xấu. Thế thì các ông làm việc như vậy thì các ông có xứng đáng là lãnh đạo của người dân hay không? Có xứng đáng là lãnh đạo? Thế thì tôi nói ở đây là cái gì cũng vậy, nó công tâm công bằng và làm việc là phải làm sao cho người dân nể, người dân phục. Đấy thì Bắc Trọng nói rồi, đấy đã xử thì phải cho người dân nó phục, tâm phục khẩu phục thì mới là cái người xứng đáng của nhân dân. Chứ còn nếu mà các anh xử mà để người dân bức xúc, người dân coi như là người dân tức tối, đúng không? Rồi người dân người ta nguyền rủa, thế thì các anh có xứng đáng không? Thì bây giờ cái vấn đề ở đây á, là không có phải là nhìn cái vấn đề mà chỉ là nghe báo cáo,
đúng không? Hay là nghe cấp dưới, cái lãnh đạo bao giờ cũng vậy, người ta cái chuyện cấp dưới hay là cái chuyện báo cáo đó là chỉ là cái vấn đề đó để người ta xem xét tham khảo thôi, chứ còn cái đúng sai ở đây là phải là chính cái người lãnh đạo đó nhìn thấu rõ được vấn đề. Anh là cái người đứng đầu mà, anh là cái người chịu trách nhiệm mà, thì anh phải quan sát cái vấn đề đó một cách toàn diện. Bây giờ cấp dưới có cái anh nó suối các anh ăn mất các anh cũng ăn. Thế thì ở đây chúng ta thấy được cái thằng Võ Hoàng Yên đấy, nó mới đúng là một cái thằng thách thức pháp luật. Tại vì nó đã bị phạt 3 lần rồi mà nó vẫn ngoan cố tiếp tục đi đến Bình Phước đi chữa bệnh, đi ra Hà Tĩnh đi chữa bệnh, đi vào Bình Thuận đi chữa bệnh, lại tiếp tục chữa bệnh trái phép, mà đã cam kết là coi như là đã không được tái phạm. Đấy, có đều có biên bản hết, đều có cam kết hết. Đấy, nhưng mà lại đi sang tỉnh khác để đi chữa, để đi coi như nhờ những cái mối quan hệ hay là tìm những cách để lòn lách, lắt léo, chạy trọt để cho mình được đi chữa bệnh. Nhưng mà chữa bệnh nó là chữa bệnh lừa đảo. Không lẽ là các anh có trình độ, các anh có kiến thức, các anh có nhận thức, các anh có tư duy, đúng không? Các anh có sáng tạo mà các anh nhìn như cái vấn đề như vậy mà anh nhìn không ra. Thà là trước đây bà Hằng mà không nói ra thì thôi, thì nó diễn hay quá, đúng không? Nó làm khéo quá, làm tinh quá. Thì các ông cũng là coi như là các ông không có kinh nghiệm, không có người trong cuộc thì các ông không biết. Đấy thì thôi, thì cả nhân dân này, cả cái thế giới này đều mù quáng cả. Thì thôi thì tin nó cũng được. Thôi thì nói chung là ngộ nhận tin nó. Cái anh Dũng cũng phải tin. Đấy, nhưng người ta là cái người trong cuộc rồi, người ta nói ra cho mọi người biết. Đây vì cái anh không tin nó thì bây giờ nói về cái vấn đề về khoa học kỹ thuật đó, là ông Võ Văn Dương ông đã phân tích rất kỹ rồi. Chả có cái kẻ nào mà nắn nắn bóp bóp giật giật vỗ vỗ cái là cái đó là chữa câm chữa điếc rồi là chữa coi như tai biến cả. Chả có cái khoa học nào chứng minh như vậy cả. Vậy mà cũng coi như là cũng tin lấy được. Thì thôi là trước đây không biết thì tin. Còn bây giờ người ta đã nói coi như là rạch ròi ra vấn đề rồi. Người ta phơi bày ra hết mà cũng không tin. Đấy, chả có cái thằng nào mà chữa một ngày mà đi chữa 500 đến 1.000 ca bệnh cả. Chả có cái bệnh viện nào chữa được như vậy cả. Chỉ có thằng Võ Hoàng Yên thôi. Đấy, nó chữa bướu cổ có 5 giây với 10 giây là xong một người. Có khỏi được hay không? Thì bây giờ các ông, nếu mà không tin công an Quảng Ngãi đó, thì các ông đi làm một cái cuộc quay là điều tra lại đi. Đúng không? Đấy, chả có cái ai mà đi chữa một ngày cả ngàn căn bệnh cả. Mà chữa là chữa bằng tay không. Đấy, bây giờ cấp phép cho nó. Mãi đến năm 2018 mới cấp phép cho nó. Thì cấp phép là chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Mà trình độ chuyên môn chỉ là y sĩ thôi. Đấy, nhưng mà nó lại ngang nhìn nó ra nên đi chữa những cái bệnh nan y. Y sĩ thì làm sao mà đi chữa được câm điếc bẩm sinh, làm sao mà đi chữa được bệnh mù, làm sao đi chữa được tai biến bại liệt bại não rồi bướu cổ ở đây. Mà ngoài ra còn nhiều thứ bệnh lắm. Thế thì các ông, thôi thì trước đây các ông là ngu dốt, không đo, không có được ai coi như là chỉ cho thấy cái vấn đề gọi là ma mị của nó cả. Và bây giờ người ta đã chỉ cho thấy rồi. Thì các ông phải vào cuộc, các ông làm rõ cái vấn đề này ra. Chứ đây là cái sự thách thức pháp luật. Nó coi pháp luật của các ông không ra cái gì cả. Nó qua mặt hết, coi như là từ trên xuống dưới. Thấy không? Thì đây mới là thách thức pháp luật. Thằng Võ Hoàng Yên mới là cái thằng thách thức pháp luật. Thì các ông không có các ông không có xử lý nó. Nó còn cái người thượng tôn pháp luật. Thế thì các ông lại đem ra các ông nói là đây là thách thức pháp luật. Thế thì các ông có hiểu biết đến đâu, nó làm việc như thế nào, đối với người dân nó có công bằng hay không? Cái thằng Võ Hoàng Yên là một cái thằng thách thức pháp luật, và hiện nay nó đang là cái thằng thách thức pháp luật và thách thức cả thế giới này, không phải là pháp luật Việt Nam mà cả thế giới luôn. Đấy, nó nói rằng là đến 104 quốc gia đi đặt nó đi chữa bệnh, mà nó đi chữa bệnh bằng cái phương pháp coi như phản khoa học như vậy. Đấy, chữa bệnh coi như một cách nhố nhăng như vậy, kể cả một cái ông gọi là cục trưởng cục y dược của Bộ Y tế, ông nói là cái cách của thằng Võ Hoàng Yên này nó chữa bệnh như vậy là nhố nhăng, chữa bệnh như vậy là phi pháp. Ông đó là ông Nguyễn cái gì, Nguyễn Thế Thịnh đấy, là cục trưởng coi như là cục y dược của Bộ Y tế. Bộ Y tế được mỗi ông này ông nói như vậy. Ông nói là cái cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên này là chữa như vậy là không đúng quy định, trái quy định của pháp luật, và chữa bệnh mà nắn nắn bóp bóp mà gọi là kéo kéo giật giật vỗ tai như vậy mà là chữa được coi là câm điếc bẩm sinh, là chữa như vậy là nhố nhăng. Đấy, còn cái ông mà ông phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi ông đã nói rồi, coi như là chữa kể cả cho người nhà ông cũng bị gãy chân, một bà dì bà cô gì đó cũng bị gãy chân, rất nhiều người coi như là bị thương tích, người ta không dám nói vì cái yếu tố thần y, tại vì là các ông cứ để cho nó là gọi, mọi người cứ gọi cho nó là thần y, đấy cho nên vì cái yếu tố thần y nên mà không ai dám, không có ai dám đụng chạm, không ai dám kêu ca cả, chữa chết người thì cũng im vậy mà chịu. Thế thì đây có phải là thách thức pháp luật không?
nó chữa bệnh mà coi như chữa lành thành què như vậy đó, chữa cho người ta coi như là về coi như là mang thương tích, có người bỏ mạng luôn. Thế đây đây có phải thách thức pháp luật không? Nó coi phạm thường pháp luật của các ông như vậy đấy. Chết đến 5-6 người như vậy đó, người nhà người ta lên coi như là kêu cứu rồi gửi đơn như vậy đó. Vào coi như là điều tra cả một năm trời như vậy, coi như là không có tìm thấy bất cứ một cái bằng chứng gì để kết tội võ nghi làm chết người cả. Thế thì pháp luật của đâu đâu? Ở đây cái kẻ thách thức pháp luật thì không nói, không làm, không xử lý. Mà xử lý thì nó không tới đâu cả. Đấy thôi thì tôi cứ nói rằng cái vấn đề mà chết người như vậy đó, công an thành phố Hồ Chí Minh làm đúng rồi. Không tìm thấy bằng chứng thì coi như là nó là đúng rồi, đúng không? Nhưng vấn đề khác, đó là vấn đề chữa bệnh trái phép suốt nhiều năm như vậy, ngoan cố chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học, đúng không? Rồi là cấp cho nó cái trình độ của nó chỉ là y sĩ thôi, cấp cho nó cái giấy phép là chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền thôi. Nhưng mà nó lại ra đi chữa bệnh câm điếc bẩm sinh, bại liệt, bại não, rồi tai biến, rồi bướu cổ, rồi bệnh mù, bệnh điếc. Đây là không thấy. Thế thì nó qua mặt tất cả cơ quan chức năng hết. Nó ma mị như vậy, không hiểu, không nghe, không thấy, không biết. Rồi đến khi coi như là người dân người ta bị thiệt mạng, người dân người ta bị đền mất tật mạng đó, thì người ta kêu lên, các ông bảo là bây giờ là cái người nào mà có người chết thì gửi đơn đến đây thì tôi mới xử lý. Đấy thì gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh. Thế công an thành phố Hồ Chí Minh thì không biết được là có trách nhiệm ở trong này không. Cái này ở Bình Thuận chứ tại sao lại gửi đến thành phố Hồ Chí Minh? Nói thành phố Hồ Chí Minh là trả lời rằng là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng, không thấy tìm thấy cái chứng cứ để kết tội bỏ nghi làm chết người. Thế là khi mà ra làm việc với Bình Thuận thì Bình Thuận thì báo đã ai tố nào? Bây giờ ai là bị vào bỏ nghi chữa làm chết người nào thì cứ tố đến đây chúng tôi sẽ xử lý. Thôi được, cái đó thì sẽ có người tố đấy. Nhưng mà ông có xử lý hay không? Quan trọng là xử lý không này, đừng có chạy lòng vòng nhá, tôi nói đừng có chạy lòng vòng. Tối sẽ có 5 người đó sẽ gửi đơn đến nha thanh tra Sở Y tế Bình Thuận để xem thanh tra ở đây có xử lý không. Còn đặt ra bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thì cứ trả lời lòng vòng lòng vòng. Rồi tôi đặt tiếp 7 câu hỏi nữa thì coi như là bảo là phải tới mấy tháng mới trả lời xong. Thế tôi bảo thôi bây giờ ông trả lời cho tôi một câu thôi. Một câu thôi là từ 2013 đến 2018 Võ Hoàng Yên nó chữa bệnh, các ông có cấp giấy phép cho nó, có cái giấy phép nào không? Chữa có hay không? Trả lời một câu có hay không tôi biết. Đấy cái gì đấy. Thế thì thằng Võ Hoàng Yên đây nó mới là một cái thằng thách thức pháp luật. Nó đi chữa bệnh nó không có bằng cấp, không có chứng chỉ, không có chuyên môn, không có giấy phép. Đây là tôi nói là cái giai đoạn từ 2018 đổ về trước. Đấy, còn tôi ra cái chỗ công an của Bình Thuận ấy thì nó có một cái bằng trung cấp của gọi là trung cấp của quân đội, bên của quân y cấp cho nó cái bằng trung cấp. Là cái bằng đó 2008. Đấy, nhưng cái bằng đó là nó có vấn đề. Có vấn đề tại vì là năm 2009 nó sai phạm ở dưới huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau, nó cũng không trình cái bằng đó ra. 2010 nó sai phạm ở dưới tỉnh Cà Mau cũng không trình cái bằng đó. 2011 cũng vậy. Thế thì nếu mà nó có cái bằng đó rồi thì nó phải đi xin phép, nó đi xin phép trên sở y tế ở Cà Mau cấp phép cho nó, thì tại sao nó không xin, đúng không? Nó là cái thằng mà coi như cha của nó là cũng là làm ở bên gọi là phòng y tế mà, cha vợ đó. Đó thì nó có cái bằng đó thì mắc mớ gì mà nó phải nó đi chữa bệnh trái phép? Đó cho nên mà các ông photo cái bằng của nó để các ông kẹp vào hồ sơ đấy thì các ông phải nghiên cứu cái bằng đó là cái bằng thật hay bằng giả, thấy không? Nó có cái bằng 2008 đó thì dài gì nó phải đi chữa bệnh trái phép, nó đi xin mấy hồi đâu, xin cấp phép mấy hồi đâu mà cái bằng nó mới khó chứ. Tại sao có cái bằng rồi lại đi chữa bệnh trái phép, đúng không? Nó rồi có cái bằng nó tại sao nó không ra Bình Thuận nó xin phép đi, tại sao nó không xin phép ở Bình Phước đi, tại sao nó không xin phép ở Hà Tĩnh đi, mà nó phải nhờ coi như là một số người để mà ban ơn ban phước cho nó để mà gọi là đặt cách cho nó để chữa bệnh ở Hà Tĩnh. Đấy rồi về Bình Thuận đó thì là phải chờ một cái ông là cái ông gì đó, ông Quý đấy, ông Nguyễn Văn Quý đúng không? Đấy rồi cái ông này thì làm coi như là ở bên là ban phó ban tuyên giáo của huyện ủy huyện Tánh Linh. Thế thì ông này chả biết mô tê gì về y tế, cái coi như cứ dắt Võ Hoàng Yên đến hết phòng này đến ngành kia, giới thiệu đây là thần y Võ Hoàng Yên, đã được coi như hội đồng khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Phước đã coi như là đã kiểm nghiệm rồi. Ông này chữa bệnh bằng phương pháp coi như là y học cổ truyền kết hợp với coi như là với võ thuật võ đạo và chữa rất là hay. Nên bắt đầu là cứ bây giờ cứ nói ở đây tạo điều kiện cho Võ Nguyên chữa bệnh hợp pháp, rồi đến ông kia chắc ở đây tạo điều kiện cho Võ Nguyên chữa bệnh hợp pháp. Cho đến cái lúc mà báo đài lại chất vấn cái ông Nguyễn Văn Quý, thì Nguyễn Văn Quý nói rằng là tôi chỉ nghe báo cáo ở mấy phòng y tế thôi chứ tôi đâu có trình độ chuyên môn về y tế đâu mà tôi biết. Thế thì bây giờ ai làm người chịu trách nhiệm?
đấy, thanh tra của y tế Bình Thuận thì suốt coi như là 2012 đến 2021 dường như là không có một cái cuộc thanh tra nào đến của Hoàng Kim cả. Mãi đến cái ngày mùng 1 tháng 3 2021 thì bà Hằng bà mới tố giác về tất cả những cái hành vi mà coi như là chữa bệnh phản khoa học, chữa bệnh coi như là ngược ngạo, chữa bệnh gian trá với cái tên của Hoàng Kim này. Đó thì là tới một tuần sau, hai tuần sau, ngày 12 tháng 3 năm 2021 khi mà báo đài coi như đăng tin về Hoàng Kim rầm rầm lên rồi. Đó thì cái sở y tế, thanh tra sở y tế Bình Thuận không biết là họ có bị áp lực hay không, họ mới đến kiểm tra. Thế thì đến kiểm tra thì coi như là cái phòng khám này Võ Hoàng Yên nó đã trốn mất rồi. Thế thì còn cái ông Nguyễn Bửu và cái bà Lê Thị Thu Hương là phụ trách hai cơ sở, thì hai người này không biết có ai xúi hay không, tự dưng đem làm hai cái lá đơn là xin dừng mọi hoạt động. Thế thì nếu mà hai cái cơ sở khám chữa bệnh của Võ Hoàng Yên đấy, nếu mà đúng thì tại sao phải dừng mọi hoạt động, mà thằng Võ Hoàng Yên nó ở đấy nó trực tiếp nó chữa bệnh thì tại sao nó không có chịu trách nhiệm đấy. Rồi đến ngày 18 tháng 3 2021 thì coi như là thanh tra sở đến thu hồi giấy phép. Đấy thì nếu mà nó làm đúng thì tại sao tao đi thu hồi giấy phép? Nhắc mà hôm rồi tôi mới nói là cái thằng gì đó lính của Võ Hoàng Yên gọi điện thoại, tôi bảo là đấy bây giờ nó đúng hết rồi đấy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng là đúng, cũng là gọi là đã thông báo kết quả điều tra rồi, Võ Hoàng Yên nó đâu có sai cái gì đâu. Thì tại sao không kêu nó ra nó chữa bệnh? Thì bảo là ông cũng có chữa bệnh ngày rằm với lại ngày mùng 1 ông chữa bệnh ở trong cái gì đó ở Phước An tự gì đó. Nếu bảo là có chữa được ngày nào thì để tôi kêu thanh tra sở để làm việc. Thế quý vị thấy được là ở đây một cái kẻ thách thức pháp luật như vậy, bây giờ không xử lý thì nó vẫn trốn, nó vẫn lẩn trốn rồi lâu lâu ngày rằm ngày mùng 1 nó ra nó đi chữa bệnh cho một số những người u mê, đó là tín đồ của coi như là của bên cái tịnh độ Phật học gì của Việt Nam gì đó. Thế thì vẫn còn những cái tín đồ nó u mê, không biết được đây là tín đồ u mê hay là những cái con cò mồi, con chim mồi ha, đúng không? Tại vì là cùng phương cùng hội nên cứ ra giả bộ là coi như nằm la liệt đấy cho Võ Hoàng Yên nó chữa bệnh, xong rồi nó mồi chài những cái người ở địa phương nó vào, mời mồi chài những cái người ở các nơi về để chữa bệnh. Thế thì đây này tôi hỏi các ông này, từ ông thấp cho đến tới ông cao, cái thằng Võ Hoàng Yên như vậy nó có phải là cái thằng thách thức pháp luật không? Coi như đã bắt xử lý nó 3 lần rồi mà nó vẫn coi thường pháp luật, nó vẫn ngoan cố nó đi tới các địa phương khác chữa bệnh, thậm chí còn đi sang nước ngoài chữa bệnh, rao giảng coi như là về tín đồ, rao giảng coi như là về tôn giáo. Đấy, chữa bệnh đi lại coi như là kết hợp cả tâm linh cả tôn giáo vào đây để đi rao giảng, thì chúng ta thấy được là nó bao nhiêu cái tội đấy. Cái vấn đề là chữa bệnh trái phép, chữa bệnh phản khoa học đó, rồi là bằng cấp thì bao nhiêu những cái gọi là vượt tuyến vượt tầm đấy, vượt cái sự cấp phép, chữa những căn bệnh mà coi như là khoa học bó tay mà đi nhào vô chữa đấy. Xong rồi là vừa chữa thì vừa giảng đạo, vừa thuyết pháp đây. Cái vấn đề mà kết hợp giữa tâm linh chữa bệnh đây là một cái sự mê tín dị đoan. Nó chữa nó quy cho bao nhiêu người đó. Ông nào thích quy thì nó quy cho chúng ta thấy được, nó có phải là thầy là bà gì đâu mà quy. Nó là ông gì, nó là giáo chủ hay là nó là hòa thượng hay là nó là cha cố mà nó đi quy cho người ta. Thế thì chúng ta thấy được là tất cả là đều là ma mị hết, đều là trò bị bẩm hết. Còn cái vấn đề công an thành phố Hồ Chí Minh thì người ta đúng thì người ta đúng là cái chuyện người ta, nhưng mà về cái vấn đề của Bình Thuận á thì phải làm sao cho coi được chứ. Bây giờ một cái thằng lừa gạt như vậy đi khắp nơi coi như là từ Nam chí Bắc rồi đi coi như là vượt tuyến vượt tầm rồi đi xuyên lục địa sang cả nước Mỹ, cả Canada, cả Pháp, cả Anh, cả Thổ Nhĩ Kỳ, cả Úc để chữa bệnh, rồi là cứ mang danh là người Việt Nam đi chữa bệnh coi như là miễn phí không lấy tiền đấy. Nhưng mà đừng trước thì không lấy tiền, nhưng mà đừng sau thì để coi như là tìm mọi cách để mà lấy tiền người ta coi như là chụp rồi coi như là lừa gạt người ta lấy đến những cái đồng tiền cuối cùng luôn đấy. Cho nên mà cái vấn đề ở đây này nó chuyên nói về nghiệp đó, là tất cả những ai mà tin nó về nghiệp đó thì dường như là bị nó lừa hết, nó lấy đến đồng tiền bán phiếu bán đồ xong cái rồi bắt đầu là nói về nghiệp, xong rồi nói là chữa không hết thì chỉ có nghiệp thôi, phải đi giải nghiệp mới hết. Thì giải nghiệp thì hết coi là cúng dường cúng chùa rồi đến cúng dường tượng Phật, rồi hết cúng dường tượng Phật rồi cúng dường cả cái ngôi chùa luôn đấy. Nhưng mà càng chữa thì càng không hết, càng chữa thì coi như là bệnh càng nặng đấy. Thì chúng ta thấy đây là thách thức pháp luật, vừa là vi phạm trong cái vấn đề cấp phép, vừa là vi phạm trong cái vấn đề mà nghĩ ra những cái chiêu trò ma mị bí ổi bố láo
để mà coi như đi coi như là làm hại nhân dân, làm hại những cái người bệnh, những cái người bệnh mà coi như tác động vật lý đến cơ thể của người ta, làm gãy chân gãy tay, làm thiệt mạng người ta. Thế như vậy mà coi như các ông cũng để được, và các ông coi như là nhân dân nói suốt 3 năm nay rồi các ông cũng coi như là cũng không nghe không thấy không biết, rồi các ông cứ nói rằng là bà Hằng đấy như vậy là bà này là coi như bà chống phá chính quyền rồi coi bà thách thức pháp luật. Đây cái kẻ thách thức pháp luật như vậy các ông nói, hay là con Đinh Lan, con Đinh Thị Lan đấy. À, nó xưng là coi như là cháu ông này là con bà kia đó, em ông nọ đó, hết em ông đại tướng bộ trưởng bộ công an là tới cháu của coi như là ông cố tổng bí thư. Thế thì nếu mà người nhà của các ông mà lên trên mạng xã hội mà xưng hùng xưng bá rồi lên đi coi như vu khống vào doanh nghiệp người ta, đánh phá vào doanh nghiệp người ta thì các ông để được? Thế thì đây nó có là thách thức pháp luật không? Rồi coi như là kêu hết công an này tới công an kia, hết Gò Vấp đến Tân Bình, hết Tân Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh, kêu cả ông giám đốc coi như là Lê cái gì đó, Lê Hồng Nam ra để nói, bắt ông này coi như là phải làm hết vụ này tới vụ kia, phải xử lý bằng được 40 YouTuber cho nó mới chịu. Thế thì đây có thách thức pháp luật không? 40 anh em YouTuber đó người ta phản biện lại cái độ ngược ngạo của con Đinh Lan này và một số cái vấn đề trong cái drama của chị Hằng, và những người này cũng là những người lương thiện. Đấy không thì các ông cứ coi lại xem tất cả những cái YouTuber mà đã ủng hộ Thiền Nam, ủng hộ cha con Lê Tùng Vân, xem họ là ai, họ có ích lợi không? Còn tất cả những cái YouTuber mà ủng hộ bà Hằng này này có ích lợi không? Tôi không nói về đến cái vấn đề mà gọi là quái mạng đi, nhưng mà tôi nói về cái vấn đề thu nhập. Cái YouTube này là nó là cũng một cái thu nhập, cũng là đó là cũng là cái người người ta đi làm việc đấy, cũng mang ngoại tệ về cho nhà nước đấy. Còn bây giờ người ta đấu tranh chống tất cả những cái vấn đề tiêu cực, chống đấu tranh để mà chống những cái kẻ đánh phá vào doanh nghiệp, bảo vệ những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ những con người lương thiện, đúng không? Bảo vệ những cái người nghèo, người bệnh, đúng không? Rồi loại trừ những cái thành phần mà lợi dụng danh hiệu uy tín để mà lên quảng cáo một cách vô tội vạ để bán hàng cho dân, lừa gạt, đúng không? Hay là kêu gọi từ thiện trái phép như vậy. Thế thì đây là cái việc làm tốt mà. Còn người ta nói như vậy nhưng mà người ta vừa là nói cái tốt cái đẹp, mang lại cái tốt cái đẹp, đấu tranh để mang lại cái sự tốt đẹp cho xã hội. Còn người ta còn có cái thu nhập mang ngoại tệ về cho đất nước nữa. Mà bây giờ con Đinh Lan này nó đòi là phải xử 40 kênh YouTube này. 40 kênh YouTube này một năm thu nhập với người ta biết bao nhiêu tỷ bạc. Còn bây giờ nó ngồi ở nhà, đúng không? Nó đi coi như chống phá doanh nghiệp, xuyên tạc vu khống ông Dũng bà Hằng là coi như là ăn cướp đất rồi rửa tiền rồi trốn thuế, đó rồi cò bạc online rồi chuyển tiền cho nước ngoài. Đấy thì vu khống gia đình người ta như vậy, doanh nghiệp người ta như vậy, các ông không có xử lý. Thế đây có phải là cái loại thách thức pháp luật không? Nó thách thức pháp luật của các ông mấy năm nay rồi đấy, ông xử lý. Cái gì đây, ông nào nói được tào lao gì đấy? Ông này nói tào lao là ông nào? Ông Trung Hồ hả? Ông Trung Hồ, tên giống ông cậu tôi quá. Nói tào lao là nói cái gì? Ông nói ông Trung Hồ, ông phản biện lại đi, tôi nói như vậy là tào lao chỗ nào? Bây giờ ông nói là tất cả cái vấn đề tôi nói thằng Võ Hoàng Yên này nó có là cái thằng mà nó đúng không? Ông giải thích cho thằng Võ Hoàng Yên nó chữa bệnh như thế nào là đúng? Cấp phép đúng không? Chữa những căn bệnh đấy nó chữa có khỏi không? Chữa có được không? Cái phương pháp chữa bệnh của nó có mang cái tính khoa học kỹ thuật không? Thế các ông đừng có coi như là ảo tưởng, các ông toàn có là cái sự ngu dốt dốt nát của các ông nhìn vấn đề nó không ra, rồi các ông đi tin một cách mù quáng. Và các ông đi dẫn dắt cộng đồng, dẫn dắt dư luận, các ông chỉ là những con cò mồi, chỉ là những con chốt thí cho những cái thằng gọi là lưu manh lừa đảo thôi. Đấy cho nên là chính vì những cái con người ngu dốt cho các ông đấy mới tạo cái kẻ hở, tạo cái điều kiện cho những cái kẻ xấu xa, những kẻ lừa đảo, đúng không? Nó lên gọi là nó làm hại người dân, nó lừa đảo người dân, và người dân chúng ta mãi mãi là nạn nhân của những cái kẻ đấy. Đấy người dân bây giờ một đất nước của chúng ta nó đất nước pháp quyền của chúng ta đó, luật pháp nghiêm minh như vậy mà lại có những cái thành phần nó như vậy đánh phá doanh nghiệp. Tại sao những cái doanh nghiệp như của Trương Mỹ Lan đó, của FLC, của Tân Hoàng Minh đó, hay là của Tân Hiệp Phát đấy, những cái doanh nghiệp làm ăn gian dối như vậy, lưu manh như vậy, tại sao các ông không lên tiếng, các ông không phản đối, các ông không phản bác người ta đó? Đấy là đi coi như là lại đi cứ đi nhắm vào Đại Nam để đánh phá. Mà Đại Nam đó thì tất cả những cái gì trước đây, cho dù các ông không biết, tôi cứ cho là các ông không biết, nhưng mà cái quỹ oxy đó đã chứng minh cho tất cả người dân Việt Nam thấy được là cái tấm lòng của người ta. Không có ai mà đi vay ngân hàng để đi coi như là mua oxy về mà để phân phát cho coi như là đồng bào gần như là cả nước này
để mà coi như là xài miễn phí đấy. Không ai làm được cái điều đó đâu. Mà người ta mua từ lúc coi như là đại dịch chưa có xảy ra, chưa có bùng phát thì người ta mua rồi. Chứ còn nếu mà chờ lúc mà dịch bùng phát thì mua thì coi như là về bỏ đấy, đắp chiếu đấy thôi chứ ta ai xài được. Đấy thì có người nói là tại sao trong drama này lại người họ Võ với người họ Trần. Cái người họ Trần đó thì là toàn là coi như là lão xạo lên trên này, coi như xưng là luật sư rồi xưng hùng xưng bá lên để mà đi coi như là kiếm chuyện, bịa đặt vu khống. Thế thì tôi nói là cái họ Trần thì người ta tốt đẹp lắm, nó chỉ có một vài thành phần thôi. Như là gọi là Trần Đình Thu, rồi là Trần Văn Sĩ, rồi Trang Trần đó là Trang Mắm Tôm đó, đúng không? Hay là Toán Trần đó, cái thằng Toán Trần là cái thằng Nguyễn Văn Toán gì đó. Trần Văn Toán gì đó. Đấy rồi Trần Thị Hồng Thanh gì đó. Đấy thì ở đây là tất cả những cái vấn đề này thì bà Diệp Đậu bà nó nói hết rồi. Nó những kẻ nào mà đã có âm mưu đánh phá vào Đại Nam, đánh phá vào Quỷ Hàng Hữu đó thì bà Diệp Đậu bà nói hết rồi. Thế thì câu họ Trần thì nó chỉ có khoảng 5-6 người trong này thôi. Đấy thì là họ là những cái con người gọi là xấu xa. Đấy còn lại thì người ta cũng tốt hết, cái trên này có bao nhiêu người họ Trần người ta tốt hết đấy. Đâu có phải vậy, còn họ Võ cũng vậy. Nó Võ Hoàng Yên thôi. Hay là Võ Nguyễn Hoài Linh gì đó thôi là coi như là kêu gọi từ thiện một cách không rõ ràng vậy thôi. Chứ họ Võ thì cũng bao nhiêu người tốt lắm đấy. Nó nhưng đâu phải là họ tất cả họ Võ là đều xấu đâu. Đấy nhưng mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Và em trở lại em đi chào hỏi quý vị đi nhé. Đang bực mình quá, trưa nóng quá tức. Đây này có anh Tấn Võ đây này, cũng họ Võ đây, người ta đàng hoàng tử tế đâu có ai. Có Võ Hoàng Yên thôi. Mà không biết là nó có phải là người họ Võ không? Nhiều khi nó lại ở đâu đó. Nhiều khi họ có nó lại họ Nguyễn giống họ tôi, nó lại đổi ra họ Võ. Chưa biết được. Xin chào anh Công Hiển, xin chào anh Hoàng Trần, đây này rất nhiều họ Trần ở đây, nó đang hoàng tử tế, ai có tầm bậy đâu. Xin chào chị Nga Phạm, toàn thấy gì bảo vệ kẻ bất lương, còn bọn quan tham, còn người tốt thì bị trù dập, không có ngóc đầu lên được, thật là đau lòng quá. Đấy thì quý vị biết được là chúng ta đường lối đất nước của chúng ta, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta đang muốn là cái đất nước này là phải là một đất nước mà gọi là văn minh tiến bộ, đúng không? Một đất nước dân chủ, một đất nước gọi là đất nước pháp quyền. Có mấy trên cái thế giới này, trên đất trên gọi là quả địa cầu này được mấy đất nước pháp quyền như đất nước của chúng ta, đúng không? Có một cái lịch sử coi như là ngàn năm vẻ vang văn hiến, có bao nhiêu những doanh nhân, bao nhiêu những người tài giỏi, đúng không? Dòng máu anh hùng ấy. Người Việt Nam của chúng ta thấy người Nhật người ta còn coi như người ta còn phải cúi đầu người ta chào, người Mỹ tới bây giờ coi như là còn phải đổ vào Việt Nam để mà coi như người ta làm ăn với Việt Nam đấy, người Mỹ đấy. Với người Trung Quốc người ta đối xử khác, với người Triều Tiên đối xử khác, với Cuba đối xử khác, cũng là cùng một hệ thống đấy. Với Việt Nam người ta đối xử khác, thấy không? Thế chúng ta thấy được là người Việt Nam của chúng ta trước đây cha ông của chúng ta ăn ở như thế nào, đúng không? Thể hiện là cái tinh thần, cái đẳng cấp như thế nào mà để bây giờ cả thế giới người ta hướng về chúng ta với một thái độ coi như là tôn kính, đúng không? Đấy rồi rất là thân thiện. Đấy cho nên mà những cái thành phần mà láo xạo, không có đủ tư cách đạo đức này, không có xứng đáng là người Việt Nam, phải loại ra khỏi cuộc chơi. Đấy để giáo dục lại đi. Đấy làm người Việt Nam mà đi đến đâu thì lừa gạt đến đấy. Cái thằng Võ Hoàng Yên đi khắp nước này đến nước kia, lúc nào cũng xưng hùng xưng bá tôi là người Việt Nam đấy, nhưng mà người Việt Nam đi mà có sang nước ngoài đi dùng những cái chiêu trò để mà lừa đảo, nếu mà một khi mà người ta biết được thì nó nhục coi như là biết bao nhiêu người, làm hại làm tai tiếng biết bao nhiêu người. Hay là cái tên Minh Béo đấy, đúng không? Nghệ sĩ nghệ sĩ gì mà đi sang nước ngoài đi sàm sỡ coi là đi sang đó biểu diễn thì nó biểu diễn, đúng không? Đấy mà coi như là còn giữa cái trò coi như là biến thái. Đấy, đấy nhưng mà về hôm trước là năm sau là coi như là được coi như là tặng cho một cái coi như giải mai bạc ấy, bê lên cười coi như là rạng rỡ. Đấy bao nhiêu người coi như là xứng danh, bao nhiêu người xứng tầm, bao nhiêu người giỏi, bao nhiêu người tài năng thì không trao, trao cho những cái kẻ bệnh hoạn như vậy. Thằng Nguyễn Võ Hoài Linh cũng vậy đấy. Mới hôm nay là coi như là kêu gọi tiền từ của đồng bào đó. Hàng ngàn hàng vạn đồng bào đó đang coi như là trong cái cơn màn trời chiếu đất, đối diện với coi như sống còn đấy, cần một thùng mì nó không có đưa,
nó kêu gọi một đống tiền, 15 tỷ mà cất giấu không đưa, không giải ngân đấy, chờ cho đồng bào qua cơn hoạn nạn đi. Chờ đến mùa hè bà Hằng bà kêu ra thì bà mới lò mặt ra, nói là em quên, với lại em nói là em mệt, em bị Covid thế này thế kia, ra đi giải ngân đấy. Nhưng mà năm trước năm sau là cấp cho nó tôn vinh cho nó coi như là một cái cúp bạc, một cái giải mai vàng. Thế thì không lẽ là Việt Nam hết người tài rồi, hết người tài năng đức độ rồi, mà đi đưa cái loại mà coi như là biến thái, cái loại mà coi như là gian manh xảo trá như vậy để tôn vinh cái cấp bằng. Thế các ông vừa phải chứ, thế các ông làm một cái vị trí cấp cao đó, các ông phải nhìn lại tư cách đạo đức, nhìn lại chính mình đi nhá. Đừng để mà người dân người ta nói một cách như vậy, vợ con các ông đó, rồi người nhà các ông nghe thấy cũng nhột, vừa phải thôi. Tại sao nó lại có như vậy? Xin chào chị Liên Đào. À, cái thằng hôm trước là đệ tử của Bảo Hoàng Kim đó, chắc là như vậy, mà nó thông thạo lắm, nó nói coi như là cả nào đưa bất cứ câu nào nó cũng trả lời được cả, mà nó trả lời theo cái kiểu của Bảo Hoàng Kim không à. Chỉ có biết Đại Nam là coi như lợi dụng Bảo Hoàng Kim để về để bán đất. Với lại bà Hằng bà mê thằng Bảo Hoàng Kim, cho nên mà viết ra như vậy. Đấy, rồi ông Dũng thì là cũng chưa chắc là người làm ăn lương thiện. Thế thì người ta đã từng qua, đã từng ở trong quân đội, đã từng ở bên công an, đại biểu quốc hội. Đấy, rồi cái người mà đi tiên phong trong cái vấn đề phát triển công nghiệp, cái người mà coi như là đã làm biết bao nhiêu những cái việc mà lớn cho tỉnh Bình Dương. Từ coi như cái đường quốc lộ 13 đó, ba doanh nghiệp làm cái quốc lộ 13 đó cho tỉnh Bình Dương phát triển kinh tế đó. À, rồi cái người mà mang những cái trạm biến thế mà gọi là cái công suất cao đó, về cái phát triển công nghiệp của Bình Dương đó. Một cái đặt ở gọi là bến cát, một cái đặt ở dưới Dĩ An. Đấy, rồi cái người đưa công nghiệp về cho Bình Dương đấy, đóng biết bao nhiêu thuế cho Bình Dương, làm biết bao nhiêu công trình vẽ vang cho Bình Dương, cái bộ mặt của Bình Dương đấy mà giờ nó cũng không công nhận cả. Không công nhận được, quý vị thấy không? Một cái loại con người không làm được gì hết, không làm được gì cho chính bản thân mình, chứ đừng có nói là giúp được bất cứ ai, cứu được bất cứ ai. Đấy, nhưng mà lại lên coi như là đi đi dẫn dắt dư luận à, lại muốn xưng hừng hùng xưng bá bênh cho Võ Hoàng Yên, nói là Võ Hoàng Yên mới là người tốt. Thế thì Võ Hoàng Yên là người tốt thì bây giờ tốt đi ra chứng minh đi. Bây giờ mấy công an của Thành phố Hồ Chí Minh, công an của Bình Thuận cũng đang rất cần Võ Hoàng Yên. Tôi nói với mấy ông ở Bình Thuận rồi, tôi nói là mấy ông vận động nó ra chữa bệnh đi. Còn mà trước ông thu hồi cái giấy phép của đó, các ông thu hồi không đúng thì ông trả lại cho nó đi chữa bệnh đi, mắc mới gì không giữ. Đấy, nhưng mà chúng ta ở trong một cái thời 4.0 pháp luật, đúng không? Đấy là gọi là đất nước pháp quyền, pháp luật nghiêm minh. Đấy, nhưng mà vẫn còn những cái thành phần như vậy đấy, thì chúng ta thấy có được không, nó có ổn không? Đây em mở cho quý vị nghe lại cái bài của ông Thượng. Không phải là bây giờ ông thế này là mình cứ nói, nhưng mà những cái vấn đề đấy thực sự ra đó là những cái vị lãnh đạo cao cấp thì phải coi như là phải nhận xét vấn đề không? Cho nó công tâm công bằng cho đúng đắn, chứ mình đừng có coi như đem một cái vấn đề mà coi như là nó liên quan ảnh hưởng đến cả một cái sự nghiệp của người ta, ảnh hưởng cả một cái coi như dòng họ người ta. Đấy, anh làm ở trên cao như vậy, anh hiểu biết rồi, anh nắm bắt tình hình đó, thì anh phải coi xem nguyên nhân nó như thế nào. Cái lúc ông Dũng ông làm đại biểu quốc hội đó, thì nhiều người bây giờ đó, còn chưa tới đâu cả. Đấy, nhưng bây giờ doanh nghiệp người ta bị đánh phá như vậy, vợ con người ta bị đánh phá như vậy. Thế các ông lên câu phang toàn là coi như 4-5 ông đại biểu quốc hội lên toàn coi như là nói về cái vấn đề coi như là bà Hằng bà chửi ông này chửi ông kia rồi bà này bà nói xấu cán bộ rồi thế này thế kia. Thế các ông cán bộ các ông cái thứ hai các ông phải nhìn lại toàn vấn đề toàn diện, chứ ông đừng có nhìn một chiều. Các ông đi nghe cái bọn mà như con Đinh Lan với lại những cái con Phạm Ngà với lại cái con Thanh Trần với lại cái bọn mà Trần Văn Sĩ, Trần Đình Thu nó nói thì tôi cũng thua các ông rồi. Các ông có không biết được các ông có hơn được cái đám đấy hay không, đúng không? Các ông không đi nghe những cái người người ta đàng hoàng chính trực, các ông không đi nhìn cái vấn đề một cách toàn diện. Trưởng Ban Bí thư lưu ý, không bao giờ giải quyết một vấn đề gì dựa trên dư luận xã hội hay chạy theo dư luận xã hội. Song đối với những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo chủ chốt có chỉ đạo,
thì cần phải xử lý khẩn trương, xử lý nghiêm minh và kịp thời. Ông Võ Văn Thưởng nói, ba vụ việc được xử lý vừa qua có tác dụng xã hội rất tốt, như vụ xử lý nhóm báo sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ thao túng thị trường chứng khoán. Đó là ba vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội, và chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán. Chào tất cả các anh chị thân mến, thì trong quá trình mình chia sẻ những kiến thức đến các hoạt động cần làm tốt trong thời gian tới. Nhiệm vụ tiếp theo được Thường trực Ban Bí thư lưu ý. Đấy quý vị, thực sự đây là cái clip mà ông Thượng ông nói, cái này là trước tôi có, nhưng mà tại lâu quá rồi giờ tìm lại nó không có thời gian để tìm lại. Nhưng mà đây là trên một cái bài báo gọi là Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Người ta đưa cái tin này, tức là ông Thượng lúc đó ông là phó bí thư, phó thường trực, phó ban bí thư thường trực. Đây thì ông có lên tiếng cái vụ của bà Hằng. Thì trước đó thì có 5 ông đại biểu Quốc hội nó cũng lên tiếng. Đấy, nhưng mà không có một ông nào nói về Võ Hồng Yên. Đấy, ông biết được bà Hằng thách thức pháp luật như vậy thì ông phải biết được là tại sao bà thách thức pháp luật. Và trong cái vụ của bà Hằng này thì Võ Hồng Yên là nhân vật chính, là vấn đề mà làm cho cả cái xã hội này nhức nhối. Tại vì là trước đây ai cũng tin nó là thần là thánh, đúng không? Báo đài thì lúc nào cũng gọi là lương y Võ Hoàng Yên, không có một bài báo nào gọi là y sĩ Võ Hoàng Yên cả. Mà y sĩ thì cũng mãi đến gọi là năm 2018 nó mới được cái chức y sĩ. Còn trước đó thì nó chả có một cái chức gì cả, chả có một cái nghề nghiệp, chả có một cái chuyên môn gì cả. Đấy, nhưng mà từ 2011 thì là báo đài, kể cả báo công an cũng đã coi như là vinh danh gọi là lương y Võ Hoàng Yên rồi. Thì cái chức lương y này lấy các ông lấy đâu? Không lấy đâu ra cái lương y. Còn đến 2018, đó, cuối năm 2018, tức là ngày 8 tháng 11 2018, nó mới được coi như là Sở Y tế của tỉnh Bình Thuận cấp cho nó một cái giấy phép với cái coi là trình độ chuyên môn là y sĩ. Rồi còn cái chức năng để mà chữa bệnh, đó là chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Có thế thôi, chả có cái gì cả. Nhưng mà cách đấy gần 10 năm về trước là báo đài đã đăng là lương y Võ Hoàng Yên. Các ông lấy đâu ra lương y Võ Hoàng Yên nào? Nó học ở đâu ra cái bằng lương y mà đâu nói là lương y Võ Hoàng Yên. Đấy, cho nên mà chúng ta thấy được là cái vấn đề ở đây đó, nó sai nhiều cái mà người dân nói thì không có lắng nghe. Không có lắng nghe. Đấy, rồi đến khi làm thì làm một cách coi như là thiếu cái sự công tâm công bằng, thiếu cái sự khách quan, mà để dẫn đến hậu quả là coi như là những cái người mà cái người tốt, cái người mà chân chính làm ăn chân chính, người đàng hoàng tử tế đó thì là chịu thiệt. Còn bao nhiêu kẻ lưu manh lừa đảo không làm ra được cái gì, không giúp được ai, không cứu được ai cả, quanh năm chỉ coi như là dùng những coi như là trò lươn trò lẹo ma mị để mà coi như đi kiếm ăn, lừa đồng bào của mình để kiếm ăn, đó thì là coi như được bảo vệ, được coi bênh vực, được an toàn. Đấy, bà Hằng bà cũng đã gửi đơn hết rồi, cũng đã gửi đơn từng tên một rồi. Đấy, nhưng mà coi như là bảo là đi tìm đến nhà cái con gì đó, con Phương Anh con gì đó, con gì Phương Phương gì đó, thì là nó đi nước ngoài rồi, không có bắt được nó. Đấy, rồi để tìm đến nhà cái thằng Đoàn Ngọc Tuyên đó, thì thằng Đoàn Ngọc Tuyên thì nó không có ở nhà, nó trốn rồi. Nó đã tìm đến nhà con Đinh Lan đó, con Đinh Lan ở nhà nhưng mà lại không có làm việc được, không tiếp xúc được. Thế thì chúng ta thấy được nó có phải đây có phải là một cái sự bôi bác không? Công an ở Việt Nam mà lại đi làm việc kiểu đó thì có phải là bôi bác không? Thôi thì thà là các ông nói rằng là con Đinh Lan nó cũng đi trốn luôn đi, các ông không gặp được đấy. Nhưng nó đừng có nói mà nó ở nhà mà các ông không gặp được, mà nó còn thách thức là nó cho cả địa chỉ số điện thoại luôn. Thế thì con Đinh Lan là nó phải là cái kẻ thách thức pháp luật không? Còn bà Hằng thì khi các ông gọi là bà đến tới, khi bà Hằng các ông gửi giấy triệu tập bà tới, gửi giấy mời bà tới, đúng không? Mà thông báo đóng phạt, bà đóng phạt, bà là thượng tôn pháp luật. Đấy mà lại các ông này nói là bà Hằng thách thức pháp luật. Còn có Đinh Lan á, các ông gửi giấy mời đến thì nó bảo là nó không cần đến, nó không đi đó, làm gì được nó. Thế thì nó có phải là thách thức pháp luật không? Các ông là ở cái vị trí cao, đúng không? Là những người làm sao mà để coi được. Bác Trọng nói rồi, nghĩ mình là phương diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào.
Nếu mà các ông đi làm như vậy, các ông ăn ở như vậy thôi thì còn xa làm gì mà để mà nói được nhân dân đó. Ở trên ăn ở nó phải chính ngôi đúng không? Mà ở trên mà không chính ngôi thì ở dưới là bề tôi nó hỗn hào ngay thôi. Nó có lý do. Đấy, các anh làm việc mà nó công bằng, công tâm, làm việc một cách nghiêm túc thì chả có người dân nào dám nói cả. Người ta là coi như ngưỡng mộ, người ta tôn sùng, đúng không? Người ta yêu quý các anh còn chưa hết, ai dám nói. Đấy, nhưng mà các anh làm như thế vậy thì mất hết uy tín rồi. Một cái người mà coi như là cống hiến cho xã hội này hàng ngàn tỷ, nhiều ngàn tỷ với một ngàn ngàn tỷ thôi, người ta chỉ biết làm và chỉ biết đem đi cho, chỉ biết đem đi để giúp, đi cống hiến thôi. Các anh không bảo vệ được người ta. Bây giờ các anh lại nói rằng người ta là coi như là chống phá, rồi người ta là thách thức pháp luật. Đấy, gọi người ta lên, mời người ta tới, coi như là biên bản thì người ta đóng phạt. Đấy, cái biên bản vào ngày 8/4/2021 em chia sẻ với quý vị rất nhiều lần rồi. Anh Dũng rất bức xúc với cái biên bản đó, cái biên bản mà từ cái công văn của coi như là của chính quyền của Bình Thuận gửi vào thanh tra sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt chị Hằng về cái vấn đề coi như là đưa tin sai sự thật. Mà người ta đưa tin đấy, người ta có đưa tin đâu, đưa tin là một cái kênh gọi là Sài Gòn Hoa Lệ nó đưa tin chứ đâu phải bà Hằng mà đưa tin. Bà Hằng bà là bà nói lên cái vấn đề đấy, nhưng bà nói trong tư gia. Mà trong tư gia thì cái điều 38 của Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017 nó nói rất rõ rồi. Nó trong khuôn viên của tư gia đó là thành viên hoặc là cá nhân hoặc là thành viên của gia đình đó, hay là cả gia đình đó, đều được bảo vệ cái quyền riêng tư của người ta. Người ta nói, người ta hát, người ta hỏi, người ta làm cái gì vậy? Đó, nó trừ gọi là nếu mà hát karaoke thì trừ sau cái 22 giờ đêm thôi thì cấm người ta. Còn những cái lúc bình thường này người ta hát, người ta hò gì trong cái khuôn viên người ta thôi. Đó, người ta làm gì đó là chuyện người ta. Người ta nói cái này cái kia là cái chuyện người ta. Các ông cứ suy nghĩ về chính cái bản thân của các ông thôi. Trong nhà các ông, nếu các ông về, các ông có nói chuyện trên trời dưới biển không? Có nói bất cứ cái chuyện gì không? Đấy thì xâm nhập gia cư mà coi như là bất hợp pháp, trái phép như vậy đó, các ông đừng coi như là chưa phạt người ta. Đấy, bây giờ một cái kẻ xâm nhập gia cư trái phép đi theo cái đoàn nhà báo, đúng không? Đấy, rồi là vào đấy thì nhà báo thì là người ta có sự mời mọc, người ta phỏng vấn cái chương trình, người ta cụ thể, người ta lên cái clip là bây giờ phỏng vấn cái nội dung gì, nó có cụ thể như vậy. Còn bây giờ một cái thằng YouTuber nó vào trong đấy, nó đi cùng cái đoàn đấy, không có mời mọc gì cả, nó vào nó quay lén xong rồi nó up cái clip đó lên. Thì các anh khi mà các anh xử lý đó, các anh phải coi là cái thằng đấy nó lấy cái clip đó ở đâu, nó quay ở đâu, nó có xin phép bà Hằng chưa. Còn bây giờ nó chưa có xin phép cái người đấy, thậm chí là còn phải là người ta bảo vệ đến mức độ mà xin phép thành viên, nó còn phải xin phép những người trong gia đình nữa, trong tư nhân tư gia người ta mà. Đấy, rồi các anh xử lý là phải phạt cái thằng đấy, rồi các anh phải bắt thằng đấy nó xin lỗi chị Hằng và xin lỗi gia đình anh Dũng. Đó là nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp và nó đưa tin nó không xin phép, đúng không? Rồi cái thông tin đó các anh phải trả lại cho chị Hằng. Đấy là theo quan điểm cá nhân của tôi hiểu được về cái vấn đề đấy như vậy thôi. Rất hết sức là cá nhân, hết sức chủ quan. Anh Dũng anh cũng nói về cái chuyện nó như vậy. Thế thì các ông phải coi lại xem là các ông phạt người ta có đúng không. Đấy, nhưng mà có biên bản để Dũng anh nói là gia đình tôi cứ có cái biên bản là tôi đóng phạt, cứ thông báo đến về đây chúng tôi sai cái gì chúng tôi đi phạt trước cái đó. Tức là người ta thượng tôn pháp luật. Nhưng mà nhiều người nó có đóng phạt không? Đấy, như Võ Hoàng Yên nó phạt có 3 lần mà nó vẫn tái phạm. Cái cỡ như vậy thì nó có thượng tôn pháp luật không? Nó có thách thức pháp luật không? Còn Đinh Lan thì coi như là công an mà mời nó thì nó bảo nó không đi, làm gì được tao? Tao không đi làm gì được tao, đúng không? Đấy, rồi là coi như là nó nói là mấy công an phọt phẹt, đúng không? Vô cổ gì đó mà tống cổ về đi rồi thế này thế kia. Thế thì cái đấy nó có coi thường pháp luật không? Có thách thức pháp luật ở đây không? Tôi còn tất cả clip đấy, tôi cũng đã gửi cho bên các anh công an hết rồi đấy. Thì chúng ta ở đây chúng ta coi cái vấn đề nó nhiều khi là nó có những cái mà nó bất công với những người mà chân chính, doanh nghiệp chân chính, thấy không? Đấy, mà trong khi đó thì đất nước của chúng ta đang phấn đấu từng ngày từng giờ đấy đi lên hình ảnh đất nước, hình ảnh con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, đúng không? Đấy, cả thế giới bây giờ thì đã biết Việt Nam rất nhiều rồi chứ không phải như ngày xưa.
từ những coi như lịch sử vẻ vang, những cái chiến thắng mà cho cả coi như làm chấn động cả cả toàn cầu đấy. Rồi về sau này thì sau khi Mỹ mà bãi bỏ cấm vận thì chúng ta bắt đầu là nối các cái mối quan hệ để mà hợp tác đầu tư, và đặc biệt là những năm gần đây, quý vị thấy rồi, đặc biệt là 2023 chưa có một nước nào như Việt Nam cả kết nối được hết, thăm được hết, giao lưu được hết ha, đấy, với coi như là toàn những đất nước vùng mạnh ở trên cái thế giới này. Những có 23 đất nước rồi, hình như là trong cái nhóm G20 đó, năm 2023 dường như Việt Nam tiếp xúc được hết tất cả các cái nhóm gọi là trong cái G20 đều tiếp xúc và thành công, đều làm ăn và đều coi như là có cái hợp tác đấy, và nâng cấp quan hệ rất là mạnh. Thế thì biết được là mới hôm qua hôm kia đây, Hoa Kỳ dắt 50 đại bàng, 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đến hợp tác làm ăn. Và họ cũng nói rằng là trước đây là họ bỏ đi rất nhiều những cái cơ hội, nhưng mà những cái gọi là cái thương hiệu của Hoa Kỳ hiện bây giờ đang hiện hữu ở Việt Nam thì không phải là nhà đầu tư của Hoa Kỳ, nhưng mà là những cái nhà gia công chẳng hạn như của Hàn Quốc, của Nhật Bản hay là của Đài Loan. Đó là những cái doanh nghiệp mà gia công cho những cái thương hiệu của Hoa Kỳ. Đấy thì cũng vì cái mối quan hệ tốt đẹp như vậy mà tới hôm nay Hoa Kỳ vẫn là một cái đất nước số 1 mà để cho Việt Nam gọi là lưu thông hàng hóa, đúng không? Tức là có cái thương mại, là có cái hợp tác thương mại là lớn nhất. Đấy thì cái vấn đề mà tư tưởng chính trị thì nó là một phần, cái đối lập là nó một phần, nhưng mà hai nước người ta quan hệ với nhau trên cái tinh thần là gọi là tôn trọng lẫn nhau. Đấy còn bây giờ cái hồn của ai gửi giữ chứ? Nó Hoa Kỳ cũng muốn, trước đây cũng muốn qua coi như là gọi là kiểm soát Việt Nam rồi. Đấy nhưng mà họ cũng không làm được. Thì tới bây giờ họ cũng biết được là Việt Nam phải nói là một đất nước cũng rất có bản lĩnh, tuy là nhỏ thôi, rất bản lĩnh, rất kiên cường, nhưng mà đó là vì cái hoàn cảnh. Và chúng ta cũng muốn là chúng ta phải có cái sự độc lập tự chủ. Đấy. Đất nước Hoa Kỳ lớn gấp 3 gấp 50 mấy lần đất nước Việt Nam. Đấy, nhưng mà họ cũng nghĩ rằng là qua để mà kiểm soát Việt Nam chỉ trong vòng có mấy tuần thôi, nhưng mà cuối cùng là suốt mười mấy năm, từ năm 1964 đến năm 1975, thôi 73 thì họ rút rồi, tức là 9 năm. Đấy, còn trước đó thì họ cũng đã đến, nhưng mà với vai trò là cố vấn, và với cố vấn thôi chứ không phải là một cái, không phải qua là để mà gọi là những cái cuộc chiến nó quy mô. Nhưng mà đến năm 64 mới bắt đầu đụng độ ở cái gọi là Vịnh Bắc Bộ, đúng không? Đấy thì chúng ta thấy được là dường như trước đây chúng ta chỉ có trở ngại mỗi là Hoa Kỳ, người Mỹ đó, không có hiểu người Việt Nam chúng ta. Chúng ta rất muốn đặt quan hệ với họ từ lâu rồi. Đấy nhưng mà cái vấn đề cái đất nước Việt Nam đó, thì nhiều người cứ bảo là phải theo Mỹ đi để mà coi như là để chúng ta được Mỹ bảo hộ. Đấy nhưng mà chúng ta phải biết là lịch sử lâu đời của Việt Nam là độc lập tự chủ, và con người của Việt Nam nó khác con người của Mỹ. Cái ý thức nó khác, văn hóa nó khác, đúng không? Cái suy nghĩ nó khác. Thì làm sao mà chúng ta mà đi theo Mỹ được? Đấy chẳng hạn như bây giờ Hàn Quốc với Nhật Bản đó, họ theo Mỹ họ cũng đâu có phải là họ được được một cách là thoải mái đâu, đâu được độc lập thoải mái đâu. Đấy bây giờ người ta kiểm soát hết và người ta nói cái gì thì cũng phải nghe. Còn đất nước của mình đó thì cũng phải bây giờ là làm việc với Mỹ là có phải là song phương không, đàng hoàng tử tế thoải mái không, đúng không? Đấy thì là có cái gì cũng ngồi họp và cũng bàn và đều tôn trọng lẫn nhau. Tôi chịu thì mới được, còn tôi không chịu thì cũng không được. Đấy còn các anh cũng vậy, các anh chịu lên tôi thì tôi ok, không chịu tôi cũng ok. Đấy thì vấn đề đây hay là Trung Quốc cũng vậy, tại vì là nó khác nhau về nhiều thứ lắm, về địa lý này, đấy, về ý thức hệ này, về chính trị này, về văn hóa này, về tín ngưỡng, về tâm linh này, tôn giáo này, nhiều thứ lắm. Đấy là mà Trung Quốc đó họ cũng muốn kiểm soát mình suốt 1.000 năm đấy, cuối cùng đâu được. Đấy thì bây giờ là chúng ta người dân chúng ta cũng biết được là nhà nước đảng rồi chính phủ chúng ta, kể cả là trước đây thời Bác Hồ cũng vậy, tất cả là vì dân hết, tất cả là vì phục vụ nhân dân hết. Thoát ra được coi như cái ách đô hộ của Giặc Pháp, đó là cũng muốn Việt Nam chúng ta có cái nền độc lập tự do, coi như là dân chúng ta được coi cơm no áo ấm. Thì tới bây giờ là đã phấn đấu làm được, tới bây giờ là như Bác Trọng nói, chưa bao giờ mà đất nước chúng ta có được một cái cơ ngơi, có một cái cơ ngơi, đúng không, có một cái vị thế, rồi có được coi như là tiếng nói, hay là có được cái sự mà tham gia đóng góp với Liên Hợp Quốc, rồi được nhiều các nước khác coi như người ta hướng đến, người ta đặt mối quan hệ, rồi nâng cấp quan hệ, đấy, rồi làm ăn giao lưu tôn trọng lẫn nhau như vậy, thì chưa bao giờ có, bây giờ mới có thôi. Đấy thì mỗi người dân thì là làm tròn cái vai trò trách nhiệm của mình, là một người công dân tốt, đúng không? Đấy rồi làm việc để phát triển cái cuộc sống của mình, rồi nếu mà có được nữa thì đóng góp thêm cho nhà nước, cho
cho dân tộc mình trong những cái lúc khốn khó. Đấy thì anh Dũng và chị Hằng là cái người làm tốt nhất trong cái vai trò đó. Người ta vừa là doanh nghiệp, đúng không? Rồi với cái lúc mà đồng bào khốn khó đó thì người ta bỏ tiền ra để người ta chăm lo. Đây còn bao nhiêu những cái kẻ đánh phá đấy có làm được cái gì đâu? Hỏi xem là Trần Hồng Thanh có làm được gì không? Đinh Thị Lan có làm được cái gì không? Đấy, hay là Trần Văn Sĩ có làm được cái gì không? Đặng Thị Hàn Ni có làm được cái gì không? Hay là bây giờ là Trần Đình Thu đấy, đó, hay là Trần Trang Mắm Tôm đấy, bây giờ qua Mỹ rồi đấy, đó, hay là Phạm Ngà đấy, Phạm Tường Nga đó, rồi còn nhiều nữa, Thám Tử Lùn, rồi có cái Phan Phong không biết, nhiều lắm, bảy gà bảy, nhiều lắm, quá nhiều, chị Hằng chị đã liệt kê ra 35 cái danh sách đấy. Đấy thì những cái con người đấy, người ta rất muốn là chị Hằng phải vào tù, Thiên Thu vào tù coi như là một công, rồi kể cả muốn anh Dũng vào tù nữa. Đấy là muốn coi như là 40 cái kênh YouTube mà coi như là ủng hộ chị Hằng những cái việc làm tốt ấy, cũng phải bị bắt, bị xử lý, bị vào tù và cấm tiền luôn, không cho coi như là hoạt động nữa. Thế chúng ta thấy được ở đây những cái kẻ như vậy nó có hiểu được cái vấn đề. Cái thứ nhất tôi nói là về vấn đề kinh tế thôi. Doanh nghiệp Đại Nam là một cái doanh nghiệp đang làm ra rất nhiều những cái sản phẩm dịch vụ để phát triển kinh tế cho Bình Dương cũng như là cho cả nước. Đấy, đóng thuế là đóng thuế cho ngân sách nhà nước, cho Bình Dương là Bình Dương sẽ đóng cho ngân sách nhà nước. Đấy, rồi tất cả những cái hoạt động của người ta là phục vụ rất nhiều tầng lớp và kể cả khách quốc tế, Đại Nam phục vụ cả khách quốc tế đó. Tôi chưa nói cái chuyện thờ cúng 1.068 đồng họ, không cần nói cái đấy. Đấy, rồi bao nhiêu cầu đường trường trạm người ta làm, phục vụ ai? Người ta làm đều bỏ tiền túi ra làm hết, phục vụ ai? Hay là kể cả chẳng hạn như anh Dũng với chị Hằng năm 2021, hình như đầu 2020, cuối năm 2021 đã về Bình Định và đã tặng cho Bình Định 200 tỷ đồng đấy, quý vị. Đấy, không cứ tin quý vị cứ lên Google hay YouTube quý vị search đi, đó, ông Huỳnh Duy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã tặng cho tỉnh Bình Định 200 tỷ đồng. 200 tỷ lớn lắm quý vị. Bây giờ tôi nói là ai mà có 200 tỷ đó là đại gia rồi đấy. Đấy, nhưng mà người ta đưa cái tiền, giúp cái tiền đấy cho Bình Định để Bình Định coi như là hỗ trợ ha, cho nhiều những cái người mà gọi là nghèo khổ hay là bệnh tật gì đó. Tức là cái tiền nó làm được nhiều lắm, giúp được nhiều cho đời lắm. Để một tỉnh mà giúp 200 tỷ đó thì phải, có thể là giúp được hàng vạn người, hàng trăm ngàn người, không ít đâu. Đó mà người ta cho một trong một nốt nhạc thôi. Hay là bộ đội Trường Sa đó, 360 hectare đất, nó bằng cả một cái khu công nghiệp đó quý vị, mà lấy là toàn cao su ở trên đấy đang khai thác. 360 hectare đất mà cao su, cái vườn cao su đấy quý vị thấy, một ngày cạo mũ không, nó thu về là tiền tỷ đấy, hàng tỷ đồng một ngày đấy, mà người ta cho bộ đội Trường Sa cho một nốt nhạc. Đây không phải là cho để mà coi như là để làm cái gì cả, mà người ta cho một là khai thác để lấy tiền đấy, để mà coi như là cho các chiến sĩ trên bộ đội Trường Sa, nhà giàn nhà giết ở các cái đảo lớn nhỏ gì đấy, để người ta có cái tiền, có cái chi phí đấy, để coi như là cải thiện cái cuộc sống trên đấy. Hay là bán để gửi ngân hàng. Đấy, anh Dũng anh nói thẳng như vậy, chị Hằng nói như vậy. Và tất cả cái đấy thì đều là báo cáo là tới chính phủ, báo cáo Bộ Quốc phòng, báo cáo bên thanh tra chính phủ, chứ không có phải là những cái việc làm mà không có gì cụ thể ở đây cả quý vị. Cái gì đây, nó hỏi cái gì đây? Rồi quý vị chờ tí đó đi, em giao lưu quý vị. Đấy, cho nên mà chúng ta thấy được ở đây dường như tôi nói cũng cả nhiều vị lãnh đạo cấp cao, khó có ai mà làm được những việc tốt như Dũng và chị Hằng đó. Chứ đừng có nói mà cái cỡ mà bọn Hàn Ni với lại Trần Văn Sĩ với Trần Đình Thu hay là Trần Hồng Trang, Trần Thị gì, Hồng Trang đúng không, Trần Thị Hồng Thanh đấy, hay là Trần Thị Trang đó, Trần Thị Trang là Trang Bóng Tôm đó, hay là Toán Trần, hay là bao nhiêu kẻ mà trong cái danh sách của chị Hằng chỉ liệt kê ra đấy, không làm được gì cho đời. Còn các ông làm kênh YouTube thì có thể là các ông kiếm được ít tiền nuôi bản thân. Đấy, những cái vấn đề mà để coi lan tỏa, các ông sống có sống vì mọi người không, có sống vì xã hội không, có làm được cái việc gì nữa đời. Đấy nên mà nhiều lần em nói rồi, chỉ cần một cái vụ một em bé Hậu Nam, em bé Hậu Nam đúng không, Hậu Nam ở dưới miền Tây đó, biết là ở An Giang hay là ở Đồng Tháp gì đó, mà lọt cái hố gọi là cái hố cọc nhồi thôi đấy, mà cả coi như đất nước này coi như là sốt sắng đó, cả đất nước này sốt sắng, cả đất nước này coi như là giống như là một cái gì nó ghê gớm lắm, tin đưa coi như là ngút ngàn luôn, cái tốc độ là trên dây luôn. Đấy là một cái sự kiện mà chấn động luôn đấy,
một cái tai nạn mà có chắc là cả thế giới biết luôn đấy, mà đi lao đầu vào đi cứu, bỏ ra tới mấy chục tỷ bạc cứu, mà nó đã lọt ống cống rồi, lọt hổ ga, cho nên lọt cái lỗ coi như lỗ cọc nhồi rồi, 28-30 mét, đường kính nó có 25 phân, mà rớt từ độ cao từ trên đấy xuống, mà coi như là mấy tiếng đồng hồ là cái ông thấy là nó muốn toi rồi chứ đừng có nói. Thế mà đi ra cứu, coi như cứu cắm đầu cắm cổ cứu cả tháng trời, tôi thấy có ai mà làm cái việc như vậy. Ông cứu một ngày không được thôi thì ông dừng đi chứ. Đó, mà ông thiếu gì cái phương pháp để mà ông can thiệp, các ông nghe nhìn để các ông coi được là nó còn sống hay là nó đã toi rồi. Đấy mà cắm đầu cắm cổ cứu coi như suốt mấy bao nhiêu ngày trời, chỉ đạo quyết liệt đấy. Đem cả những cái cành cẩu coi là cả 100 tấn từ ở dưới thị vải mà chạy về dưới Đồng Tháp để mà đi cứu. Các ông làm giống như là làm một cái chỗ cái công việc nó vô ích vô nghĩa như vậy mà các ông làm được. Mà trong khi đây bà Hằng một ngày bà cứu 5 người, 10 người thì các ông không có ghi nhận, các ông không có tạo điều kiện, không cảm ơn được một lời, không một bài báo nào đăng. Thế thì hỏi sao nhân dân chúng tôi không bức xúc, mà nói thì các ông lại bảo là chúng tôi lên đây là chúng tôi gây ảnh hưởng đến coi như là đến đảng, đến chính phủ, đến nhà nước, rồi đến cán bộ. Thế thì cán bộ đó phải, cán bộ với dân là như cá với nước, phải nhìn thấu hiểu được cái hoàn cảnh của người dân, đúng không? Rồi là chúng ta phải công tâm công bằng, cái người tốt phải là người tốt, người xấu phải là người xấu, người xấu thì là chúng ta phải xử lý, chúng ta phải uốn nắn, đúng không? Chúng ta phải răn đe. Còn cái người tốt thì chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải tuyên dương, chúng ta phải khuyến khích. Thế tại sao lại là có cái chuyện làm ngược đời? Người xấu thì coi như là để cho nó trốn, rồi để coi như là không có xử lý, để cho nó nhẫn như người vào pháp luật như vậy. Còn người tốt thì coi như là các ông tìm mọi cách để không phải là tìm mọi cách, tôi cứ cho là bà sai thì bà Hằng bà sai, nhưng mà các ông bỏ tù người ta 3 năm các ông bớt được một ngày, làm cái kiểu gì mà làm như vậy mà là coi được. Quốc hội thì coi như chả bao giờ nói đến, ha, im chim chiếp luôn, chả có ông quốc hội nào nói là bỏ Hằng đi cả. Nó thấy ngược đời như vậy, một năm người ta cứu có cả ngàn người như vậy, các ông đi giao lưu khắp thế giới này, các ông hỏi nước Mỹ có ai cứu một năm được ngàn người, một cá nhân mà một năm mà được cứu 1.000 người, các ông đi hỏi xem là Trung Quốc không có cái người nào như vậy không, các ông đi hỏi coi như Nga không có người nào như vậy, Ấn Độ có người nào như vậy không, các ông đi hết rồi đúng không, hỏi đấy, các bản thân các ông không cứu được ai, không giúp được ai thì các ông phải tạo điều kiện để người ta làm. Ở đây Thạch Sanh thì đem coi như đi giết hết để lại Lý Thông, y như rằng như vậy, nó trơ trẽn, nó trắng trợn, nó táo trở như vậy, ngược đời như vậy mà cũng làm được. Không hiểu là các ông làm việc cái kiểu gì. Quá nhiều bình luận các quý vị ạ. Em mà xử lý bình luận nó tương tác với quý vị là chắc là tới chiều mất, tới 3-4 giờ mất. Mong mọi người thông cảm nha, thôi cứ bình luận này gọi là tích cực nha, chứ chúng ta cũng không có gọi là cái kiểu là quy chụp hay là nhắm vào người nào cả, mà đây là chúng ta thấy được cái sự việc này á, nó xảy ra là mọi người chứng kiến hết, các chú an ninh mạng cũng hiểu hết chứ cũng không phải là đấy. Nhưng mà trên đấy thì còn có lãnh đạo nữa đấy, nhưng mà chúng ta thấy được là cái vấn đề này là cái vấn đề mà bức xúc trong dư luận. Đấy, và chúng ta thấy là mục tiêu của đất nước chúng ta đó là nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân, mà nó phát từ cái thời Bác Hồ mà, đúng không? Và cái gì mà gọi là có lợi cho nhân dân phải hết sức làm, cái gì có hại cho nhân dân phải hết sức tránh. Đấy, rồi hôm qua tôi nói cái vấn đề, cũng nói liên quan đến vấn đề này đó, thì nhiều có một ông nào đó nói cái chuyện này cứ đem ra quán cà phê mà nói, chứ còn đừng có nói ở đây. Nói ở đây rồi là coi như là xúc phạm, với lại nói ở đây là nó đụng chạm đến ông này đến ông kia, rồi là sẽ coi bị xử lý. Thế thì chúng ta thấy được là cái mục tiêu của chúng ta đó, nhà nước pháp quyền, đảng thì lãnh đạo nhà nước quản lý, mà nhân dân là làm chủ, người dân giám sát đó. Đấy, rồi nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thế thì cái mục tiêu đã rõ ràng như vậy được, tức là người dân người ta có thể giám sát cán bộ. Cán bộ thì ở đây thì chúng ta thấy được rồi, không có trừ bất cứ ai, không vùng cấm, không có ngoại lệ, đúng không? Kể cả bác tổng bí thư và bác mà có sai thì bác cũng nhận lỗi mà. Tức là cái đường lối của chúng ta nó rõ ràng, cái là người ta không, tức là người ta không có trốn tránh trách nhiệm đó, dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm.
Thế thì bây giờ cái vấn đề dám chịu trách nhiệm là dám nói, là dám làm, dám chịu trách nhiệm. Rồi cái vấn đề mà tham gia của người dân, tức là dân biết, biết là biết công việc. Rồi dân phải được phép bàn, đúng không? Dân có quyền nhưng mà bàn luận. Rồi dân làm, là dân làm cái việc gì đó, những cái việc đó là của nhân dân. Cái việc đó là người ta có thể làm được, người ta làm. Đấy, kể cả như chị Hằng đấy, chị làm những cái việc đó là việc của nhà nước đấy. Lẽ ra là chính phủ phải lo đấy. À, cứu người, giúp người đó là việc của chính phủ phải lo đấy. Đó. Hay là xây nhà tình thương tình nghĩa đó là chính phủ phải lo đấy. Nhưng mà chị làm được, chị làm. Đó là việc làm tốt mà, đúng không? Đấy thì dân biết, dân bàn, dân làm. Dân kiểm tra là xem này các đồng chí này, rồi các cán bộ lãnh đạo này, kể cả cấp thấp, cả các cấp cao, các anh làm có được việc không, các anh làm nó có tốt không, đó, các anh làm nó có tâm có tầm rồi, các anh làm nó có trách nhiệm không, à, các anh đối xử với nhân dân như thế nào. Thế thì dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, rồi dân giám sát. Dân giám sát đây là dân thấy những cái việc gì đó các anh làm không đúng, các anh nói năng nó trật, các anh làm nó không có công tâm công bằng. Thế thì dân giám sát thì dân nói, chứ các anh không cho quyền cho người dân nói à? Rồi từ cái thời Bác Hồ đã nói rồi, Bác Hồ nói là làm sao dân mở miệng được? Đó, dân mở miệng ra được thì nó mới có dân chủ, đó, nó mới có tiến bộ. Thế thì người dân là cái người mà ở tầng lớp thấp nhất, đó, thấp cổ bé họng nhất và thiếu hiểu biết, thiếu trình độ, thiếu kiến thức, thiếu coi như pháp luật. Đó thì người dân nói được là may lắm rồi. Thế thì cái dân mà người ta lên đây người ta nói được, mà người ta nói lưu loát, người ta nói về cái vấn đề người ta có tình có lý, đó, để mọi người dân cùng nghe. À, nó gọi là nó không có gọi là cái mục tiêu dẫn dắt, hay là không có cái vấn đề mà nó liên quan đến gọi là phản động phản điếc. Nó vậy là tốt lắm rồi. Chứ còn người dân nó nhiều khi mù mờ, còn nghe cái tụi phản động nó dẫn dắt rồi lên coi như đi chia sẻ vấn đề nó sai lệch. Thế thì là chúng ta nhắc nhở, là nhắc nhở những người đấy. Còn những cái người dân mà người ta có được một chút nghiên cứu, một chút hiểu biết, để người ta lên đây người ta chia sẻ cái vấn đề mà nó rất đúng với cái đường lối, cái tư tưởng của Bác Hồ, nó là hiếm lắm chứ đâu phải dễ đâu. Thế thì phải tạo điều kiện, phải giúp đỡ và phải bảo vệ người ta. Nó có dễ gì mà có ai dám nói đây. Đấy, còn nói cái vấn đề ở đây thì tất cả những lãnh đạo cao cấp thì dường như là phải hiểu hết cái vấn đề, là nếu mình có lỗi mình phải nhận lỗi, nó sai thì mình phải là sửa sai. Đấy, mình phải nhận trách nhiệm. Đấy, chứ bây giờ miệng mình vừa nói coi như là tôi sai rồi tôi phải chịu trách nhiệm, rồi coi như là tôi có khuyết điểm thì tôi phải nhận, đúng không? Đấy, nhưng mà cái miệng vừa nói xong cái rồi là lát nữa là coi như đầy lỗi lên đó. Đấy, ông Lưu Bình Nhưỡng, đúng không? Coi như là cứ hôm nào quốc hội cũng cứ ra nói là phải bây giờ phải bại trừ cái thành phần con ông cháu cha, rồi phải phòng chống tham nhũng, rồi là bao nhiêu coi như là những cái vấn đề tiêu cực đó là phải lên án, rồi là phải làm thế này thế kia, quyết liệt lắm, ghê lắm. Đấy, nhưng mà chính ông ấy lại bao nhiêu dính bao nhiêu thứ đấy. Đấy, cho nên mà ở đây bây giờ người dân đó, báo đài thì coi như là nói thì đưa tin thì nhiều khi người dân cũng không có thể hiểu nổi được. Sớm thì đưa tin thế này, chiều đưa tin thế khác. Đấy, rồi giống như là nó có cái gì đó cũng vì tiền vì bạc, vì coi như là đường dây rồi bày đàn. Đấy, người dân bây giờ người ta đâu có tin nổi nữa. Bây giờ thích nói kiểu gì nói theo kiểu đó. Đấy, nhưng mà trong khi đó thì cái đường lối rồi tất cả là đều là cũng muốn là đất nước này. Báo là đại diện cho tiếng nói của người dân và đưa dân một cách khách quan trung thực, và phải tìm ra tất cả những cái vấn đề gọi là bức xúc nhức nhối, vấn đề tiêu cực của xã hội để nêu lên, để rồi cho các cơ quan chức năng người ta vào cuộc để người ta xử lý. Đấy, nhưng mà báo đây thì chúng ta thấy nhiều vấn đề, bao nhiêu cái vấn đề của Võ Hoàng Yên thì báo chỉ đăng có trong vòng có 2 tuần đầu tiên của tháng 11 2021 là xong, đó là chìm luôn, không đăng nữa. Đến cái lúc mà công an Quảng Ngãi vào cuộc tìm ra vấn đề của Võ Hoàng Yên là chữa bệnh coi như là phản khoa học. Chữa bệnh là coi như là không có khỏi, đúng không? Rồi nói là chữa bệnh không lấy tiền nhưng thu 200 triệu. Thế thì báo không có làm tiếp đi, xem là cái trách nhiệm của Võ Hoàng Yên nó như thế nào, kiểm tra giấy phép của nó có hay không. Rồi nó chữa bệnh không khỏi như vậy, suốt 14 năm như vậy thì nó chữa bệnh như vậy là lừa đảo chứ còn gì nữa. Nó chữa không hết bệnh mà nó vẫn đi chữa bệnh. Ở đây cho nên mà cái vấn đề thách thức pháp luật ở đây là thằng Võ Hoàng Yên nó rõ ràng nhất là cái thằng thách thức pháp luật, mà các ông cũng xử lý. Em đi nói bà là thách thức pháp luật, không? Đấy, và tất cả người dân ở đây chúng ta thấy là nhiều người dân yêu nước lắm, người ta ai cũng có cái tinh thần yêu nước cả. Nhưng mà cái mà để mà gọi là
cái tư tưởng đó. À, cái tư tưởng nó có nó trúng hay trật thôi. À, nhiều người là cứ nghe theo một số những cái bọn phản động nha, nó đưa tin rồi nó xuyên tạc rồi nó nói như vậy. Thế là người ta cũng là cái người yêu nước thôi, nhưng người ta tin, tại vì là người ta ngộ nhận, người ta tin và theo cái cách suy nghĩ của những cái bọn xấu đấy, rồi người ta cũng lên người ta chia sẻ đấy. Nhưng mà cái người mà để mà coi phân biệt được ha, phân biệt được đâu là nó trúng, đâu là nó trật, đó như bác Đạo, bác Thượng mới trước bác nói phải cụ cải cũng phải nghe đó. Đó nên mà những cái kẻ mà nó đánh phá vào nhà nước, đánh phá vào chính phủ hay là đánh phá vào doanh nghiệp đó, thì dường như chúng ta nghe, chúng ta nếu mà cái người nào có tinh ra thì nghe là biết rồi, nghe là thấy mùi rồi, nghe là hiểu được cái con người đó, người tốt hay người xấu rồi, người thật hay người gian rồi. Đấy, còn nếu mà vấn đề an ninh mạng, vấn đề của các chú công an, người ta chỉ phải nói, người ta học nghiệp vụ hết rồi, người ta chỉ cần quan sát thôi chứ không cần phải là nghe nhiều rồi. Một clip thôi biết được cái thằng đấy tư tưởng như thế nào, đạo đức như thế nào, đúng không? Thằng đấy nó có ích lợi hay không? Đấy, thì bây giờ coi như là cứ một số kẻ xấu thấy mà người nào mà lên mà nói đến một ông quan và ông chức cái thì bảo đấy, đấy nó đang vu khống đấy, nó đang coi như nói xấu cán bộ đấy. Rồi nếu mà nói đến một cái ban ngành nào đó thì là đấy nó đang nói xấu chính phủ đấy, nó đang xuyên tạc đấy, đang chống phá nhà nước đấy, đang chống phá chính quyền đấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân, đúng không? Nhà nước pháp quyền, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, còn người dân làm chủ, người dân giám sát, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Thế thì đã rõ như vậy rồi thì người dân ai mà nói được, ai hiểu được, ai biết được thì phải cho người ta cái sự tham gia chứ. Đấy mới là dân chủ, đấy mới là văn minh, đấy mới là tiến bộ chứ. Còn người dân người ta cũng đâu có muốn. Bây giờ nếu mà muốn cho tôi để mà tôi nói Bắc Trọng, tôi nói xấu Bắc Trọng, làm sao tôi nói xấu được? Hay là muốn để cho tôi mà công kích vào Bắc Trọng, tôi lấy lý do gì tôi công kích? Bác tốt như vậy mà, hay là bác chính? Bây giờ bảo cho tôi 1.000 tỷ để mà tôi nói xấu bác chính, tôi không bao giờ tôi nói. Tôi không bao giờ tôi nói được cả. Nói ra cái là tôi thấy là cái miệng tôi là nó cứng lưỡi rồi, không nói được. Hay là bây giờ nói xấu những công ty như Đại Nam hay là như VinGroup hay là như là Sun Group hay là Vinamilk hay là bao nhiêu công ty mà làm ăn chân chính, FPT rồi này đó, hay là Viettel, báo tôi nói xấu tôi không nói được, thuê tôi không nói. Đấy, nhưng mà cái chuyện một số những cái doanh nghiệp như là của coi như là của bà Trương Mỹ Lan, đúng không? Bạn Định Phát hay là Tân Hiệp Phát của cha con ông Trần Quý Thanh, thì bây giờ thấy rõ ràng. Đấy thì bà Trương Mỹ Lan, nếu quý vị biết được là vừa rồi bao nhiêu phiên tòa đó, thì kết mấy cái phiên mà gần đây nhất đó, thì là bà bây giờ là bà quay lại là bà nói rằng là bây giờ phải cho bà tại ngoại để mà bà phối hợp với nhiều những cái nhà đầu tư, rồi những cái chủ doanh nghiệp, rồi cái chủ nợ, rồi đối tác tỷ phú của bà, để mà bà tìm cái nguồn tiền để bà khắc phục hậu quả. Đấy, thì ông quan tòa bảo là bây giờ nếu mà bà có được những cái mối quan hệ như vậy thì quá tốt, chúng tôi sẵn sàng để tạo điều kiện cho bà. Đấy, nhưng bà khắc phục quý vị biết được bao nhiêu không? 1.000 mấy tỷ đấy, mà bây giờ bà rút ruột là 1.000.000 tỷ, và bây giờ bà khắc phục được hơn 1.000 tỷ thì quý vị thấy được bao nhiêu? Bà mới khắc phục nộp vào để mà gọi là cho cháu bà là Trương Huệ Vân. Thế thì 1.000.000 tỷ mà đây thì bỏ vào 1.000 tỷ đấy, rồi tới đây mà cho bà tài khoản với bà kiếm được thêm bao nhiêu đấy? Chúng ta thấy này, 1.000 tỷ rồi tới 10.000 tỷ rồi tới 100.000 tỷ rồi tới 1.000.000 tỷ, đấy nó cách nhau tới mấy con số không, đúng không? Đấy, cho nên mà bây giờ bà mới khắc phục được một con số không, mà trong khi đó thì có bà là tới 3 con số không 4 con số không 4 con số không. Thế thì bây giờ nếu mà bà khắc phục được lên đến 2 con số không thì là chơi với đó. Bây giờ coi như là mới được có 1.000 tỷ. Tôi thấy mà bây giờ bà khi nào bà kiếm được 100.000 tỷ là thấy cũng hơi mệt đấy. 3 số không quý vị, trong 4 số không. Đấy, rồi còn cái vấn đề của cái thẻ mà cái thẻ visa đấy, cái thẻ mà thẻ của Eximbank đấy. Đấy thì bây giờ hôm nay là báo đài đã công bố rõ rồi nha, coi như là cái ông mà là tôi nhớ không nhầm, ông này là chủ tịch hội đồng quản trị của Eximbank thì phải, hay là tổng giám đốc vậy. Đấy thì ông lên ông thông báo rồi nha, bây giờ cái thẻ đó là chỉ giải quyết coi như là dường như là cái 8.8 tỷ đó quý vị, dường như là bỏ rồi gần như 100% luôn. Thì tôi biết được là còn cái 8.5 triệu đó không biết là có trả hay không. Đấy, nhưng mà dường như là bây giờ là không còn coi như là lãi kép với lại lãi kiếp gì nữa đây nữa. Đấy, cho nên mà người dân chúng ta là cái tiếng nói người dân chúng ta quan trọng lắm. Đấy, một cái ngân hàng như vậy ha, coi như là đè đầu cởi cổ, coi như một người dân coi như là ăn, coi như trên đầu trên cổ người ta. Người ta đâu có rút một đồng bạc nào đâu, có ngân hàng đâu. Cấp cho người ta một cái thẻ thì cũng coi như cũng nhân viên của ngân hàng lừa đảo.
lấy của người ta 8,5 triệu, trong là 11 năm sau coi như là quy người ta coi vào một cái đống nợ là 8,8 triệu, phải 8,8 tỷ, ai mà trả được cái tiền đấy? Đấy thì người dân lên tiếng đấy, thì tới bây giờ là coi như là gần như là xóa hết luôn rồi, coi như là bỏ hết luôn rồi, không còn lãi liếc gì ở đây nữa cả. Rồi không biết là nợ gốc là có trả không, tôi nghĩ là ông kia cũng đừng có trả nợ gốc gì. Mày có lấy đâu mà trả, sai phạm là của ngân hàng nhưng bây giờ làm mình mất uy tín này, chưa đòi bồi thường là may. Đấy thì người dân lên tiếng đấy, thì bây giờ họ mới ra họ nói như vậy. Đấy quý vị thấy không, cái ngân hàng mà tham lam vô độ như vậy, coi như là làm ra những cái thẻ để đặt bẫy người dân, đưa người dân vào coi như là vào một đống nợ, vào con nợ của họ để họ kiểm soát. Mà cái ngân hàng này là lâu rồi nha, tôi nói là đi vay tiền bao giờ cũng ép coi như làm một cái thẻ tín dụng, còn người ta xài không thì không biết đấy, nhưng mà phát sinh phí thường niên rồi bắt đầu từ đưa người ta vào cạm bẫy đấy. Rồi ngay cái vụ bây giờ này, bây giờ là mới bắt đầu bỏ hết xã rồi, bây giờ ai có cái thẻ nào là coi như về không đồng hết, là không có phát sinh coi như là cái vấn đề và phí thường niên này, đó bỏ luôn rồi. Đấy, quý vị thấy là ích lợi không? Đấy thì cái người dân lên đây người ta nói được ích lợi như vậy đó, chứ không là những cái người kia là nạn nhân của họ. Và vô tình là nhiều đó, hàng trăm, hàng ngàn khách hàng, và thậm chí là hàng vạn, hàng trăm ngàn khách hàng, hàng triệu khách hàng là nạn nhân của họ ấy. Tại vì quý vị biết là cái chiến dịch mà để phát hành cái thẻ tín dụng này là mấy năm nay, mười mấy năm nay rồi. Và làm bất cứ gì thì cũng coi như là cũng dụ người ta để làm cái thẻ tín dụng thôi, còn xài hay không xài không biết, để đưa người ta vào bẫy nợ. Đấy thì bây giờ người dân lên nói thì bắt đầu là sợ rồi, không có dám. Tôi nói là ăn một tham một bát là bỏ một mâm ngay. Cái thằng ngân hàng này mà coi như là cố tình mà lấy 1 tỷ đồng của cái khách hàng đó thôi, tôi nói sập tiệm ngay, người dân tẩy chay hết, khỏi phải làm ăn ngay. Bây giờ thiếu gì ở Việt Nam, mấy chục ngân hàng mà nó bỏ hết người ta đi, cho mày biết tay mày tham quá không. Thế thì bây giờ là tất cả ngân hàng đều biết hết, thấy cái vụ này là thôi đấy. Rồi cái vấn đề chẳng hạn như bữa trước cô giáo Dung cũng vậy, thấy không, cô giáo Dung đấy coi như làm thất thoát có 45 triệu bạc, coi như là đề nghị một cái mức án là 5 năm tù. Đấy thì dân nghe cũng xúc quá lên luôn, đến thì cuối cùng là giảm chứng, coi như là cái thời gian tạm giam là coi như là hôm ra tòa cái là coi như là thả luôn, phóng thích luôn. Để chúng ta thấy được cái người dân đó, người ta nói những cái điều đúng mà chính phủ lắng nghe được, đó các cơ quan lắng nghe được đấy, người ta nói đúng nói phải đấy thì phải nghe, cũng cãi cũng phải nghe mà, đúng không? Nghe và phải thấu hiểu và phải đừng có làm sai nữa. Người dân bức xúc lắm, làm sao cho nó đúng, cho nó công tâm công bằng. Đấy rồi nhiều cái vấn đề đó, nhiều vấn đề lắm. Đấy hay là như cái vụ mà mấy cái chú công an mà đi bắn dê đấy, đúng không? Đi bắn dê đấy thì bắn dê của dân, nếu mà đi nói là dê hoang. Đấy lúc anh em người ta nói lên nhà báo đang là dê hoang. Đấy rồi bắt đầu là ví vào cuộc, đấy vào cuộc đấy là xử lý. Đấy tuy là xử lý mà 1 năm tù hay 6 tháng tù đó, người dân người ta nghe thấy người ta cũng coi là cũng thấy xót xa. Đó. Tại vì người ta cũng nhận ra lỗi rồi, các chú công an cũng nhận ra lỗi rồi. Đúng ra là xử lý keo hay gì đó thôi, phạt cảnh cáo vậy thôi. Để cho lần sau những người khác đừng có làm như vậy nữa, đừng có ức hiếp người dân quá, coi thường người dân quá không được. Đấy cho nên cái vấn đề ở đây em nói quý vị thấy được là vừa rồi là có những cái lần họp mà gọi là bất thường, vừa rồi cũng có phản ra một cái chính sách để bảo vệ cho những cái người mà gọi người dân, những người mà dám nói, dám tố giác tội phạm này nọ. Thì bây giờ không có cái chính sách đó là thua rồi. Người dân coi như là đụng một cái là 331 ngay, đụng một cái là coi như 331 ngay. Đó là coi như là vu khống, đưa tin sai sự thật, đưa tin thiếu kiểm chứng, coi như là xuyên tạc rồi vu khống vào cá nhân, vào tổ chức, đó là coi như 331. Thế chúng ta thấy được cái vấn đề đấy, nó nhiều cái mà luật, cái luật nó không có rõ ràng. Đấy rồi làm cho nhiều người nó bị oan. Nhiều khi người ta cũng muốn nó đóng góp một cái gì đó, cống hiến một cái gì đó. Mà nó rất tốt thôi quý vị ạ. Thấy bây giờ là những cái người hay là chẳng hạn như chị Hằng chỉ lên nói đấy. Nếu mà chị không nói thì Võ Hoàng Yên bây giờ nó vẫn cứ nổi đình nổi đám, và nó vẫn cứ ngày ngày tháng tháng nó đi qua nước ngoài nó chữa bệnh, nó ma mị người ta, càng ngày quy mô nó càng rộng, càng ngày lừa đảo nó càng tinh vi đấy. Rồi một lúc nào nó phát hiện ra thì mang tai mang tiếng, rồi cái lúc đó thì nó càng ngày nó càng ngày nó gọi là nó càng nghiêm trọng. Quý vị thấy cái vụ của bà Đình Phát ấy, quên cái vụ của bà Trương Mỹ Lan đó. Thì nếu mà thanh tra ngân hàng hay bất cứ một người nào trong cái ngân hàng đó mà phát hiện được và tố giác cách đấy mà 5 năm, 10 năm trước thì nó đâu có thiệt hại như vậy đâu. Đấy thì cái vụ của Võ Hoàng Yên cũng vậy. Chị Hằng đến bây giờ, đến 14 năm tới nay là đã quá trễ rồi. Nhưng mà duy nhất chị Hằng chỉ biết được và chị dám nói, dám tố giác lên và chặn đứng nó ngay tại đây. Còn nếu mà chị Hằng không nói thì chắc chắn là thêm 5 năm, 10 năm nữa, thậm chí là 3, 40 năm nữa, đời con, đời cháu chúng ta cũng suốt ngày là tin vào thần y thôi. Đấy rồi. Coi như một lúc nào nó bể ra thì phải nói là cả cái đất nước này tai tiếng. Đấy, cha con ông Lê Tùng Vân cũng vậy.
Thì hàng kia không nói thì coi như vẫn cứ vậy thôi, vẫn coi như vẫn hoành tráng, vẫn coi như là được tung hô, vẫn thầy, vẫn bà, vẫn coi như là hòa thượng, là thích tâm đức rồi, bao nhiêu cô, bao nhiêu thầy trong đấy. Đấy, nhưng bây giờ vạch trần ra thì coi như toàn cái loại lừa đảo nhố nhăng, mấy cái thằng coi như là cạo đầu giả tu, với lại coi như là mấy cái con vớ vẩn ở trong đấy. Nó có giống ai đâu, một cái thứ coi như là bôi nhọ văn hóa, một cái thứ coi như là sống lệch chuẩn. Hay là bao nhiêu kẻ mà coi như xưng hùng xưng bá đi kêu gọi từ thiện, cứ tưởng nó tốt lắm, nó tốt đâu, mai táng không đồng đấy. Nó kêu gọi, nó tranh thủ, nó kêu gọi coi như có 1-2 tháng trời, nó ẩm đi coi như 16 tỷ mấy, 16 tỷ tư đấy, nó tốt đâu mà tốt. Đấy, còn cái người tốt đấy, vợ chồng nhân dụng chị Hằng tốt như vậy, không ghi nhận. Chúng ta thấy. Thôi quý vị nhá, hôm nay chắc là em có mấy cái cuộc hẹn rồi, em phải đi rồi. Nhưng mà em không thể giao lưu với quý vị được, mong tất cả mọi người thông cảm nhé. Em xin gửi lời tổng chào đến toàn thể quý bà con bác anh chị nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần nha thật là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nha. Kính chúc quý vị công việc lúc nào cũng thuận lợi ha, ăn nên làm ra, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn ha. Và chúng ta nói chung là đất nước chúng ta hiện nay rất tốt rồi nha quý vị, đừng có thấy những cái vấn đề này mà chúng ta bức xúc. Chỉ là những cái vấn đề em là lên án hết sức cá nhân của em thôi ha, để cho các cơ quan chức năng họ thấy, để mà họ những cái vấn đề nào mà nó còn còn tồn động đấy, nó còn tồn động, nó còn gọi là còn ngang trái, còn bê bối đó, để cho người ta nhìn lại cái vấn đề, xem xét lại. Chứ còn không phải là cái vấn đề lớn đâu. Vấn đề lớn của xã hội bây giờ là phát triển kinh tế đất nước, giữ cho đất nước mình có cái nền an ninh, đúng không, trật tự tốt, hòa bình. Đấy thì quý vị thấy vừa rồi là công an đã làm rất tốt, nhiều việc lắm, bao nhiêu vụ án lớn làm hết rồi. Đấy, còn bây giờ còn lại chỉ là những cái vụ án nhỏ, từ từ sẽ làm hết ha. Và đất nước chúng ta mỗi ngày mỗi đổi mới là kinh khủng lắm, kinh khủng lắm, đầu tư kéo vô kinh khủng lắm. Năm 2024 này nè, năm bản lề, nếu năm nay chúng ta không có những cái biến động gì lớn nha, thế giới không còn biến động gì lớn nữa, thì đất nước Việt Nam của chúng ta là một đất nước phải nói là phát triển hùng cường. Và trên cái đà đó, 2 năm sau đó thôi, đất nước Việt Nam của chúng ta nó sẽ vượt qua Thái Lan, vượt qua rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, sẽ là vị trí thứ 2, vị trí sau Indonesia. Vâng nha quý vị, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người, bye bye quý vị.